mình trốn bom nguyên tử. Hồi xưa Thu tính tới độ đó đó, cái rãnh này nè. Tại lúc năm 2015-16 Thu cứ tưởng tượng cái trái đất này sẽ thành bình địa giống như bom nguyên tử rồi dữ lắm. Thu tính là từ đồi này qua đồi kia, chứ mình làm đường hầm dưới, ở trên mình cũng xây nhà phải không? Là dưới mình trốn được bom nguyên tử á. Tại cái chất phóng xạ của nó bắn ngang không à. Còn mình nấp ở dưới á, mình sẽ an toàn quá. Rồi chưa tính làm cái này á. Chuẩn bị cho dân chưa canh ma thì không phải thử sắm không rồi. Tôi đi vô. Phật tử nó dùng này dữ lắm, à, anh Trung á. Chứ gì cũng nghĩ Phật tử. Đám đệ tử đi không nổi, lên đây mà đi không được thì sao về trời nữa. Bác ngồi đi bác. Con ngồi đi. Rồi có cái đỉnh núi tí nhất à. Bác ngồi đi. Bác ngồi đi. Bác ngồi đi tại bác che cái khăn rồi. Hết rung nằm chết nha, sau lưng mấy cục đá đó nghe. Đi sao quá, đi sao lại. Con lấy nhựa ở bên đó không có nhà mỏi lòng con rồi mà sao cục đá đó đó con đứa con gái phải đứng cạnh đó sau lưng sư phụ là cái vũng silicon đó của thành sáu người mắc cỡ từ ái không lên được kìa, đó giỏi ngã đó. Mình yếu thì mình cứ nói mình yếu đâu có sao. Dù chơi như bất ngư vậy phải không? Cần tha lực mới đưa lên đỉnh núi này cũng như thiên đàng đi. Tha lực là chiếc xe của ông Chính phải không? Lên thì cứ lên bảy đồ nè, chị Lan đồ nè. Tha như vậy còn được về thiên đàng. Còn mấy người kia đi không nổi mà còn bà đã mắc cỡ. Sư phụ cười sư phụ. Con ra ngoài thì bộ bấm cái bluetooth này cho nó ra tiếng nè. Hai ngày thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2023 mấy thầy trò hội thiên bữa nay có khóa tu tập lên đỉnh núi Thiên Long Sơn, đỉnh này là 2.500 feet, cách sea level là mặt tính đo từ mặt biển. Còn cái đỉnh bên kia là gần 2.800 feet, nhưng mà mấy đệ tử đi không tới. Còn đỉnh trên kia khoảng 3.000 feet, chắc mấy đệ tử đi cũng chưa tới. Ở Thiên Long Sơn có ba cây thiên tâm, ngay đây là một cây, mấy không quay nè. Là cây này là thấp nhất,
mà đi mà cũng còn nhóm đệ tử đi không nổi, dọc đường phải xe xuống rước. Rồi có ở đây người giỏi nhất là Bác Ngư, mấy tuổi lên tới đỉnh núi quay Bác Ngư quay kìa, chỗ chỉ cần biểu mà lên nữa đó, đó thấy không đó. Rồi kế bên là Thiên Thị Lan lên tới đỉnh núi, cái chân cực hiều cũng lên luôn, hay quá, là nhờ tha lực. Ai lên được đỉnh núi này được về thiên đàng, bảo đảm các con là được về thiên đàng hết rồi. Bác Ngư cũng được về đó, nhưng mà phải nhờ tha lực là xe four wheel drive thôi, còn mình là đi từ cái bàn chân của mình, phải không? Thấy cái này vậy dễ mà không phải dễ đâu nghe. Đi đông gì đó mình đi nổi, mà đi lẻ tẻ một mình đó, đi không nổi á. Là khi mình đọc kinh nó cũng vậy, nó có cái cộng lực. Cộng lực tức là người này kéo người kia, cái về đi đọc kinh tu tập. Cái này cũng như một cái buổi khóa tu ăn picnic trên đỉnh đồi của Thiên Long Sơn. Ở bên ai có đệ tử bên Úc mà cũng được lên Thiên Long Sơn, nó quay đệ tử bên Úc Sydney mà cũng được lên núi luôn. Trời, ở bên Sydney có đỉnh núi không? Có hả? Mà sao bữa nay lại đi? Cô sư phụ đi chết thì có đi theo không? Sư phụ đâu có chết đâu, sư phụ là người gì con biết rồi. Sư phụ đi chết là làm chuyện khác nữa đó. Sư phụ đi đâu thì con đi theo đó. Nhưng mà sư phụ đâu có bỏ mà đệ tử với Trần làm gì, phải lùa về hết chuyện này mới được. Trời, Sydney mà cũng lên tới nút cũng hay, để vỗ tay Sydney một cái. Thấy tướng yếu yếu vậy mà lên tới đỉnh Thiên Long Sơn. Ở đây có nhiều người gần 5-10 năm nay có thể lên tới điện mẫu thôi á là dữ rồi. Điện cha nhiều người đi còn không được nữa. Còn cái này là đỉnh của Thiên Long Sơn là gọi là chuyện là hy hữu á nghe. Ở chỗ điện mẫu là khoảng 1.000 feet, điện cha khoảng 1.300-1.400 feet, tới đây là 2.000 mấy feet. Mà khi mình lên dốc á, một cái sức nặng như một chai nước thôi, nó cũng là một cái kéo xuống mệt lắm á. Một cái quay nhỏ nhỏ thôi mà đi đường dài á, nó cũng thành ra là nặng á, nó không phải là cái chai nước mà đi đường thẳng đâu. Mà bữa nay đại tử nào mang nhiều nước lên ba lô vậy? Người đó là đúng là lính Navy SEAL. Ô, vừa vỗ tay mai nha, chậu mang 4-5 chai nước, hay quá. Bữa hổm kì rồi đứa nào đi mà dục nước, dục luôn cái hộp mà hộp bánh á, mà bữa nè thử nè, có nửa pound thôi mà bưng không nổi. Đứa nào vậy? Hộp gần có áp vào quay, có hộp mức gần có nửa pound thôi mà bưng lên không nổi, dục dọc đường. Vỗ tay luôn. Chứ là đứa làm vậy. Tại đi dọc đường á, nó nặng lắm, cái gì mình cũng muốn bỏ hết trơn á. Cái bữa cái mất cười lắm, lên đây uống cái mất gần đó, con dục dọc đường rồi bưng không nổi luôn. Mai bưng ba chai nước. Lâu lâu á, mình hết ngồi thiền, đọc kinh. Đó là hội thiền chúng ta. Mỗi ngày sư phụ nói là mình làm ba người cười, bữa nay làm bữa nhóm này nhiêu người ta? Nó 50 người á, hơn á. 50 á. Này cả hơn 50 người. Dạ hơn á, 60 á. Chúng ta dư vốn dư lời bữa nay rồi. Nhưng mà ở này không có tính bù cho mấy ngày kế nha. Ngày kế là phải làm ba người cười tiếp. Bữa nay làm 50 người ai cũng cười chứ. Hôm nay mặc áo đồng phục nữa ha, nãy sao không đứa nào không thấy cho thuộc cãi cho dòng. Ôi mà giờ nóng quá mặc vô chịu không nổi đâu. Bởi vì sư phụ biết 8 giờ sáng thì nhiều lúc mình dậy không nổi, mà đi lên 10 giờ thì nó hơi nắng. Sư phụ tính là 9 giờ là đúng nhất. Ở đây mình có nhà vệ sinh ngàn sao trên mấy cục đá đó. Nhưng mà nhà vệ sinh này cần phải có sờ kêu đi canh, một đứa con gái phải đứng canh sao đứng cục đá nha mấy con. Con đàn ông thì cũng sao cục đá đó khỏi.
quá. Nóng quá. Sư phụ ăn xong lát cái đó không vừa đâu. Nóng quá. Thôi sư phụ mặc gì được rồi. Ở nhà sư phụ thủ đồ hai kin với sư phụ mấy cái này nó không có thấm nước. Đồ này đồ đất gòn mà. Ngày hôm qua mình làm cái clip thấy vui, sư phụ nghe lại, ủa mình đặt cái tên Hoàng Sa bây giờ là thành tên Nguyễn Phú Trọng vậy ta. Rồi cái mình đặt Trường Sa là tên Nguyễn Tấn Dũng. Vậy từ nay họ Thiên mình kêu Hoàng Sa là Nguyễn Phú Trọng nha. Rồi mình kêu Trường Sa là Nguyễn Tấn Dũng nha. Chỗ ta. Lại, hai ông sẽ lấy lại hai cái đảo là hai ông nhậu chung liền à. Trái tắc từ nãy nó nào thì về trái tắc yếu rồi chín về trái tắc đi rồi yếu chi đây là đi nãy cũng mặn lắm mà lên tới đây á cái đồ gì mà lên tới đỉnh núi này cũng đều quý hết trơn á con à rồi chia ra đi cái gì mà lên tới đây là đều quý hiếm quý anh làm gì làm á đừng có đi ra tới ngoài đó nha tại cỏ mấy con không thấy á đất nó chưa chùi á thằng á vòng vòng đây được xong rồi đi xuống vòng ê hả con thằng Thái con đi qua ngoài nguy hiểm quá con đừng có ham quay chỗ đó mà cái phụ lo không nói chuyện có được mình làm gì trong phạm vi an toàn thôi bảy ai bộ vừa nói chuyện mà vừa phải kiểm soát từng đứa đâu có để cái chuyện gì mà đáng tiếc xảy ra bữa hai bài cảnh nè bữa nay sư phụ vỗ tay cái là không có ai sneeze tức là mình không có bị allergy hay quá Cali mùa này mà không có nãy giờ không có nghe đứa nào sneeze hết trong đó là chúng ta thành công nhiều thứ quá. Buổi khóa tu bữa nay công nhận giỏi thiệt, mỗi đứa phải về xuống năm thao, vỗ tay cả luôn. Bụng mới ra bộ bữa giờ bự rồi, bây giờ đi cái này về là suốt một in á là mặc quần phải size nhỏ lại. Tôi một mùa hụ mặc quần 34, bữa nay chắc phải mặc 33 quá. Quần jean. Bữa nay đạt thành công nhiều thứ quá. Chồng xuống. Không có chồng. Hồi đó mệt mấy đâu? Không, nói ai cũng nghĩ mệt rồi bây giờ chụp với xuống tắm chỗ này cho đẹp nè. Từ từ đi. Ok, đứa nào muốn chụp thì căng ngang đây nè, đứng nhìn vòng đây chụp cái để hồi để hồi trưa á. Lên group ngồi đây chụp nè. Ngồi dài dài đó nè. Ngồi đây ngồi trước là đi thụ trên cao và lo gì. Everybody. Mấy người lớn tuổi thì được đứng ở trước nha, đừng có đứng ra sau nguy hiểm lắm. Rồi. Rồi, rồi, ngồi xuống. Đây, chỗ đây em ơi. Rồi, mấy cái ghế đó thì chỗ khác, đứng ở trên kia chụp xuống là dính chắc nha. Tại vì nó có dốc á. Đây, đây, em kêu. Em vui. Kêu anh hai chụp nào vô hết đi. Em xin xót hả? Cứ để qua bình thường, cứ để ngừng. Anh tính đây nè anh hai. Anh hai vô luôn, nghỉ chụp. Máy có chị Cẩm Hoàng chụp chụp đẹp lắm kìa. Đâu đâu máy ai đưa đây cho em. Anh thấy đâu đưa em đi chụp cho. Nè nè nè. Chị Mỹ. Đứng cao đứng lên đi chị. Chị Cẩm Hoàng rát luôn. Chụp bên này anh vô luôn. Nè nè. Đó được. Ok. Vậy thôi. Anh short anh lay down. Vô đi em chụp cho. No. Cái zoom em tới. Cái máy của em rồi. Máy của em nó chuẩn bị á. Chụp không mất được. Coi chụp đụng giá đây.
Anh vô chụp với em tắm được không? Rồi hết. Người lên, đưa lên. Vô chụp với em tắm rồi. Vô chụp với vợ đi. Đúng không? Đây. Rồi, vậy đây, cười, vui. Đẹp quá. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Vậy mới cười. Rồi. Rồi, it's okay. No, it's okay. Không sao. Next time. Thôi, được rồi. Dạ, quay lại chụp hình. Xin lỗi sư phụ. Ăn mà sao cao lên. À, đứng xuống nữa. Trời ơi. Lên đẩy chở mấy người kia. Lên lại thôi, chạy lên. Đây chính không có cái máy đó, ông quơ chuyện vòng rồi xong. Có coi la thôi thường để trên bàn này coi. Dạ. Ở đây xưa mình có 3-4 cái bàn không biết ai chôm chỉ hết rồi. Gió nó bay. Hồi xưa mỗi tuần á là có một nhóm thù dẫn lên đây ăn uống picnic. Thì thù có một cái comfortable mà khói lệch nữa. Dạ. Đây mình không có sử dụng, mình bỏ liều hết. Hai trời đẹp ta bữa nay lên trên đỉnh núi này. Hai chồng có chụp cái tụ tắm đâu sao cô? Được, con đây. Cẩn thận thôi, mấy con lên đây đứa nào cũng phải phớt kệt nha. Không có lơ là được. Hai chồng chụp tắm nha. Rồi. Nhìn đây, nhìn đây, rồi, đó. Rồi. 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 Đừng ngót chứ, dây của con đâu phải là dây 29. Anh hai em mất cỡ. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Rồi, 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 xin gửi vô trong camera. Mọi người chắp tay. Rồi chắp tay lên. Rồi 1, 2, 3. Rồi đẹp quá. Bỏ con bên đó cho nổi. Nha.
mặc mấy cái quần này có tín hiệu mới bỏ nước rồi vô tái cái nha. Mà đem áo đó theo quá dày luôn. Còn mang áo đó hồi thấy nóng tùm con luôn á. Bữa giờ từ Tết giờ mình đi 2-3 lần rồi. Đâu có cô. Đi nhóm ở Hiệp Thanh bữa là cái đó là cái đó sao lỡ là chuyện 2 tháng trước rồi. Còn mấy dân ở San Jose chờ quá trời luôn, chờ mỏi cổ luôn. À, đưa con để bển. Thôi để bển ăn chung. Hụ đang ăn cái này, Hụ ít đổi món. À, trên cho Hụ cái bánh giống cái thì nữa. Tại thường á lưỡi thu ngộ nó ăn gì ăn món tộc à. Bây giờ ông Chính ông dễ thương quá mà còn độc thân nè. Ở đứa là tử mà qua muốn về nấu cơm nhậu không thu gã luôn. Châu lợi bàn đà đó nghe con. Đù đù của Phật cha xưa vậy mà thành A-la-hán á. Không biết tu nhưng mà tâm tốt. Giữ giới là được về khỏi trời rồi. Ủa nhưng mà đệ tử của mình toàn là đẹp gái không? Đâu có ai xấu đâu mà gả giọng ta. À, thôi qua luôn đi. Nước toàn là nước ngon ngon không? À. Có ngon món nón hả? Bộ có gần nướng không đó? Sư tử ở Sydney á, qua đây ngồi con lãnh chuyện lẽ lo lành cho buồn á. Mình qua đây là con trời là phải hòa đồng nhau hết. Để rồi ăn tự nhiên đi. Con về là con sẽ có kỷ niệm đi thụ lên đỉnh núi Thiên Long Sơn. Mấy đệ tử ở Virginia hay Seattle khắp tiểu bang nước Mỹ nhiều lúc chưa có cơ hội này á. Chị này mình gọi là bữa nào mà đứa nào mà có thích á, thụ tiễn chọn ra cái nhóm này 10 đứa mà phải có thật sự có sức á, phải mang equipment đàng hoàng, vô dụng cái chữ equipment chứ không phải là bình thường nha. Cũng nói đi hai kinh mấy con này đâu phải là hai kinh, phải gọi là equipment của hai kinh nó phải đi đúng. Thì phụ sẽ dẫn mấy con đi thêm 3 tiếng nữa. Mà những cái đường kia là đường suối với cây cỏ nó bóng mát nó đẹp lắm. Phụ đi rồi đi xuống đây nè, cứ đi theo cái đường đó, đi dài tới Freeman, nó lên tới đỉnh của Mission Peak. À, là cái chỗ đó con sẽ gặp rất là đông nhiều người bên đó. Tức là nó connect với nhau. Cái chỗ này connect. Cho nên là mình mà người ta đi qua đi lại hoài à. Bây giờ phụ đóng hàng rào đó, dân ở bên Mission Peak nó qua đây không được. Phụ đóng gần 4 năm rồi. Mà mốt mùa xuân mở lại á, con có thể đi, người ta đi Uber từ, ta đi xe hơi qua Mission Peak, ta đi lên, ta đi qua mình. Chứ ta đi Uber về đẳng, ta lấy xe của người ta. Hồi xưa là cái rau của họ đi như vậy. Còn có một số người đi ngược lại là họ đi từ núi mình, có họ đi qua bển, họ đi Uber trở về núi mình. Đúng là hai cái núi này nó nối nhau. Có cái cây đồng á,
Nhưng mà cái đường này đẹp lắm. Cái đường này nó có suối, nó có cây á. À, ở dưới này nè. Nó phải như vậy nè, nó mình bám. Như vậy nó mặc cái quần này nó nhẹ, chứ còn mặc quần jean nó bó bó, đi ngồi cũng bực hết. Mà cái áo này á, mồ hôi á, là gió là khô liền rồi. Còn phải đúng đồ á, thu dẫn đi. Không đột, không đi kịp đâu. Mình mà mọi thứ, mục đích của mình là sức khỏe tốt, mình mới tu được. Còn mấy con mà ngồi thiền á, mà máu huyết, mấy cái kinh mạch á, nó bị bế tắc á, là mình khó thở á. Với cái hô hấp của mình mà không có đủ á, mình đọc kinh cũng đâu có ra hơi đâu con. Cho nên sư phụ á dạy con những cái routine này, để là những cái đời sau đó, làm gì làm phải giữ gìn sức khỏe. Cái này hồi xưa sư phụ có abandon sức khỏe, cái mẹ với mấy chị dì á, mỗi ngày với mấy vị hộ pháp đang đứng đây nè. Mỗi ngày mấy vị canh sư phụ phải chạy bộ 45 phút. Ở trong vô vi mấy vị mới bắt sư phụ về nhà chạy bộ. Nếu sư phụ đi đây, sư phụ nói bữa nay tôi đi rồi. Còn nhũ mẫu á, nhũ mẫu trên trời sư phụ á, là bắt sư phụ phải uống nước mỗi ngày mấy chai, rồi bắt sư phụ ăn xá lịch. Mấy vị nhìn vô cái thân thể sư phụ là mấy vị biết là thiếu chất gì. Hồi xưa cái phụ cứ lo rầu chuyện Việt Nam với lên trên mạng nói hoài á. Sư phụ đâu có màng tới mấy cái chuyện thể thao hay là giữ gìn sức khỏe đâu. Mấy vị nói không phải như vậy, làm gì không có sau này phần nửa phần còn lại làm không có được gì. Rồi còn bữa mấy vị mà thần của mình ở Hồng Thiên trong núi á, kêu là ngài không chịu ăn đồ bổ để giữ gìn sức khỏe, làm chuyện lớn là trong lúc này rảnh là phải giữ gìn sức khỏe cho mạnh để mà mới làm được chuyện lớn. Mấy vị dạy hết á, chứ không phải là chỉ dạy về văn với võ hay là đạo với chính trị không đâu. Cho nên mỗi ngày sư phụ phải chạy 45 phút, không chạy là bị cầm len á. Lên sân được uống cà phê. Qua đây ngồi nè, mấy con đứng hả? Dùm miệng, đứng dùm miệng sư phụ. Ông chụp hình gần trăm năm rồi đó, chuyên môn mà. Chai này của Nhật Phương tặng. Của Nhật Phương đi Hải Ngoại mà cũng nhớ sư phụ mua cái này tặng sư phụ. Mà cái này nó cũng good á. Nhìn cảnh Hải Ngoại không? Bất tức cười á, hai chồng vừa vô khách sạn bị ma cái nó quậy. Quản hồn, sư phụ ơi, nó theo con tới Hải Ngoại. Nói ra rồi thì anh chồng còn chút xíu cho nó. Trên này là có nón lá là ăn tiền à? Nón lá là về khỏi bị nám. Thật sự nám hay là da mặt xấu á, mấy con uống lấy cái lá Mirabrito của mình á, nó tươi á. Mỗi ngày lên núi cắt chừng 3 lá về nấu uống. Rồi cái ngày mai lên cắt 3 lá nấu xanh vậy nó thơm lắm. Là hết nám. Rồi nó gan đồ á, nó chai gan á, nó lọc gan luôn. Ngủ ngon nữa. Mình có sẵn ở núi mình là thuốc không á. Mấy con biết sử dụng là núi này là coi như là vừa là nhà
nhà thương tự nhiên đó không, nhà thuốc tự nhiên luôn, có pharmacy Stanford luôn á. Sao là hết lá sư phụ? Lá mình có lá khô, ông ở dưới chùa sư phụ hồi xưa hái nhiều lắm, nó có nguyên ở dưới này nè, mình còn có một container đó. Được thêm vừa có pharmacy á, vừa có exercise đúng không, therapy đúng không, vừa có điện mẫu là về mentally rồi lên thiên đàng nữa. Trời ơi, núi Thiên Long Sơn nhiều cái lợi quá. Okay. Rồi chơi trên núi này nữa. Con tưởng mà một cái buổi mà họp mặt đông người vậy, ăn uống vậy mà có đồ ăn nữa nè, không có đầy đủ ha. Chỉ cái restroom bằng cục đá thôi. Ai đi ra sau lưng chỗ nãy mà. Thì là cái núi mình là coi như là trời cho họ Thiên mình, ban cho họ Thiên mình cái đỉnh cái núi này 360 mẫu là rất là quý. Sau khi phụ rời khỏi thế gian cái này tất cả họ Thiên á gán gìn giữ. Rồi cứ làm đúng những gì hôm nay chúng ta làm. Tại mình làm đây là mình để một cái phát. Sau này á tu cũng phải đi hai kỳ để mà mình có cái dẫm chân lên chỗ này để cho mấy vị thần ở trên này cũng vui. Rồi cho mình có sức khỏe nữa. Rồi tạo ra cái không khí nó gần gũi. Ai couple lên đây á, trận cả nào cũng thấy romantic, thấy không? Mai rồi với đó, lên thượng nội với đang chậm nữa. Rồi mai lại hung chồng con cả con. Đại tử đó giờ không lên núi được, không lên đây. Trời, đưa Bác Ngư nói chuyện Bác Ngư lên được, nó dở quá. Hồi nãy phải biết có xe chính cho má. À, đừng nói xe kêu đi bộ lên. Bác Ngư đó là tôi loan tới đây thì sao bà dở quá. Tới đỉnh núi luôn à. Chứ phụ kêu má lên tới đỉnh núi luôn mà má không đi, Bác Ngư lên tới đây rồi đó. Nghe không? Xe đó hậu quả đó không? Bây giờ nó tướng lên đó không? Đâu có xe nào đâu bắt người đi bộ lên á. Lên đây là ở tới chiều luôn nha, tại cái điển thanh á làm cho mình dễ chịu lắm, cái không khí nó có mấy gì trên đỉnh núi này đông lắm. Điển thanh mình chọn 9 giờ là đúng, đi trưa nó hơi nắng, miễn mình làm sao mình về dưới trước 12 giờ là mình ok. Lên đây mà uống cà phê là biết là không sao rồi, nó có ép tim mà là xuống dưới núi, đi xuống nó không có sao, còn đi lên nó không dám uống. Đang bị mất. Năm nay đó tất cả mấy đứa họ Thiên giúp sư phụ cắt cái bông màu tím, nhưng mà hồi để cho nó khô quá không, cái hộp của nó ra đen á thì mình cắt tới đó, mọi đứa cầm cây kéo cắt bỏ vào trong cái bịch cho sư phụ, rồi ông chín ông lên ông sẽ gãi. Hồi xưa mình có nguyên một cái giống như cái form vậy đó, mirror brittle, tại nó mọc liên vậy nè, nó mọc như là mình trồng lúa vậy đó. Thì sư phụ đem chừng 10 mễ lên, nó thu hoạch chừng 3 ngày đó, chở xe truck về dưới. Còn mình đi cắt lẻ tẻ vòng vòng trên núi mà nó mệt lắm, mà nó cũng khó cắt nữa. Còn trên này nó nguyên lô phan luôn. Mà bây giờ 7 năm hạn hán nó không có mọc nữa, nó bị mất giống rồi, cỏ lên. Thì giờ mình phải gãi giống lại. Thì khi mình cắt cái bông đó là mình lấy cái hạt giống lên đây cái mình gãi lại, để cho những cái năm sau á mình lấy, không phải là mình lấy mình xài, mình lấy mình cho người ở dưới núi, tại nó là thuốc.
con đi Costco á, con mua một hộp thì nó không có hiệu lực gì hết. À, mà nó dở lắm. Còn cái này á, gọi là của mình á, là ok núi mình á, chị bệnh ma, chị bệnh ma lại dưới có hai ba người phải không, bệnh thư ém phải không, chị luôn bệnh thất tình nữa không, thiếu ngủ nữa không, đủ thứ hết. Còn mấy cái chuyện khác là mấy con hiểu là mình là mục đích tiên chỉ của sư phụ là đưa hết hội thiên về trời. Còn là đang lúc sống thế gian đó là phải happy, phải vui vẻ. Thì muốn có mọi người happy là mình phải cần cái thuốc này. Bây giờ có nhiều người bị gan á, người ta ngủ không được. Ngủ không được thì sư phụ đâu có trị bằng theo trượt đâu. Trượt thì dễ trị hơn là bệnh physical là cái thân bệnh. Thì mình phải cần cái thuốc đó. Còn mà ma mà làm mấy con khó ngủ thì có dễ trị lắm, đuổi cái nó đi rồi không, nó con ngáy khò khò rồi đau nhất là nó bám rồi vô baby nó, lúc nó làm nặng 100 pound nó đè ở vai mình á, đuổi cái nó đi. Có đứa nó thương mẹ nó quá nó không chịu đi rồi, thì cái đó nó là dễ trị hơn là cái bị gan. Thấy như vậy á, là nó có hai loại bệnh trong cơ thể mình, gọi là thân nghiệp và định nghiệp. Định nghiệp là mấy cái nghiệp mà về vong linh hay trượt, là nghiệp tiền kiếp của mình. Còn thân nghiệp á, là vì mình không bảo vệ cái gan của mình, mình ăn đồ nóng thiết cái gan nó bị sơ. Hoặc là mấy người hút thuốc, phổi gan. Rồi, hay là mình mấy người mà hồi trẻ mà chưa có biết họ thiên á, còn uống rượu quá trời á, vô rồi đó không. Rồi mấy đứa đi club đồ vô á, là gan hư hết. Cho nên lên là làm hội thiên, lên Thiên Long Sơn là sư phụ chỉnh lại hết, mọi thứ phải ngon lành lại hết thì mình mới về trời được. Chứ cầu que đi làm sao dễ. Kêu đọc kinh không được, như kiểu Bác Ngư theo mình giờ tuổi này, kiểu ngồi đọc kinh ngồi thiền nồi đâu có nổi. Nãy giờ ông đâu có thiền được đâu. Con thấy thiếu không, là một sự thiếu đó. Nhưng mà không sao, ông nhờ tha lực lên đỉnh núi này, hôm nay ông cũng được tha lực, cũng đứng đây. Mốt về trời á, chắc thù cũng kiếm chiếc thuyền Bát Nhã đưa ông đi, chứ ông tự bơi đâu được. Ông đâu có đi bằng chân được, à, tám mấy tuổi. Cho nên để cho con cái sự so sánh, là mình còn trẻ đó, là mình dư sức đi về với cha mẹ. Mà phải làm đúng. Thì khi lúc mình còn ở Hồng Trần á, mình cũng cảm thấy là cuộc đời rất là hạnh phúc. Chứ không phải mình hãy cảm thấy cuộc đời rất là buồn chán. Có nhiều người bên Nhật á, con thấy không, mấy tụi mà mấy nó nhảy lậu tự tử hoài à. Rồi nó có cái vụ qua bển rồi, núi nó kêu là gì ta, núi Phú Sĩ gì đó, kêu là Fuji, vụ qua Nhật nhiều lần lắm. Bây giờ đó là đi tự tử mà chính phủ không có cản, mà tụi thông minh không à, à nó cứ vô và nhảy lên nhảy núi đùng tự tử vậy đó. Là khi con người chúng ta có thể mất tất cả. Một thứ sư phụ yêu cầu họ thiên đừng có bị mất, đó là ý chí của chúng ta, đó là lòng tin cha với mẹ. Còn mấy con mất hai cái đó là sư phụ cứu không có nổi. Ý chí phải bình thường, phải bình thản, phải vui vẻ, đừng có để buồn rầu. Sư phụ cứ kêu làm gì cũng không chịu nghe chứ. À, mình phải vui vẻ, mình phải get along với everyone. Rồi mình mỗi ngày phải đọc kinh ngồi thiền. Những cái lúc buồn thì sư phụ ok, không cần. Khi nào vui thì hãy đọc kinh ngồi thiền, chứ buồn mà đọc cho có lệ á, nó cũng không có thấm gì chứ. Đừng có bị mất lòng tin, bị mất cái ý chí kiên cường của mình, tức là cái năng động của mình, cái basic. Bữa nào mà sáng thức dậy mà con cảm thấy là hơi khó chịu bồ quậu á, là biết mình bị cảm, bị trúng gió. Hoặc là ban đêm chơi với ma nhiều quá là bị trượt, thì cứ vô trong cái bàn thờ của cha mẹ đó, cứ lại sám hối chừng mười mấy hai chục lại để cho nó physical. Và đồng thời mấy con ma mà ban đêm mà nó có chơi mình, nó cũng quản hồn trốn. Rồi lúc đó cái chai nước trên bàn thờ mà ở nhà mình có đó, mình lấy mình phúc vô mặt mình vài cái, rồi cái mình đời sói lên uống, thì mấy con sẽ lấy lại sự bình thường. Cái requirement basic nhất là mình phải ở cái trạng thái là rất là minh mẫn, gọi là tỉnh thức, có nghĩa là chánh niệm. Chứ
còn nếu mình mất chánh niệm mình đi suốt cầu thang, nhiều lúc mình té lăn cầu cù nữa. Hãy ngồi thiền 10 phút nữa im re ha. Mình thức mình xả thiền cái là trời nó ồn lại liền. Công nhận hay thiệt. Giống như hồi năm 2008 hồi đi qua Ấn Độ á, cái chùa Trepung á nó có 10.000 người, cái sân nó bự khổng lồ luôn, mà mấy đứa nhỏ nhỏ cũng mặc đồ quấn đỏ đỏ, đồ tu, mấy mấy vị thầy lớn lớn cũng đồ tu. Mà khi mà bình thường á, mình thấy nó nói, họ nói chuyện qua chuyện lại ồn dữ lắm. 1, 2, 3 ngồi thiền, trời ơi, 10.000 người mà nó yên tịch mịch. Rồi cái xong cái gõ beng beng cái là vậy, ngồi dậy ăn cơm, ôm ôm ngao như nè. Rồi xong á, cái vừa ăn cơm xong khoảng chừng 15 nửa tiếng, cái mỗi người có cái khăn sẵn luôn, tự mình lao cái vòng tròn của mình, đứng dậy cái là nguyên cái sàn sạch luôn, không cần người nào quét dọn. Họ có trật tự như vậy đó. Chứ ăn thì đổ, nhưng mà người nào cũng phải tự dọn cái vòng của mình ngồi. Vừa ngồi thiền, vừa ăn ngay chỗ một. Cái sân nó bằng gạch mà. Là cái nhìn cái trời không có miếng rác nữa. Con thấy hay không? Mà 10.000 người chứ không phải là 2-3 người. Còn bây giờ mà con đi một cái nơi nào đi, 2-3 người thôi mà họ không có lời lối trật tự á, họ làm ồn nguyên cả một cái nhóm đó luôn á. Tôi nãy giờ quên đi Lan ta. Bữa hôm đi lạc, bữa nay hết lạc rồi ha. Sao đi bộ lên đây được, hay quá. Hổm toàn ghi đệ tử này đi vòng vòng, bữa nay hết lạc rồi. Thường ở ngoài Phật tử hay là bên công giáo cũng vậy, họ cũng tổ chức đi đây đi đó. Mấy thầy cũng vậy, mấy thầy ở chỗ mấy thầy đâu chịu nổi, cũng đi đây đi đó, nhưng mà phải có một cái subject, một cái project, một cái tên. Khóa tu ngồi thiền 7 ngày 3 ngày vậy đó. Rồi họ đóng tiền ăn uống thì cái đó là basic ok, nhưng mà mục đích là cũng như chúng ta thôi. Hôm nay chúng ta một khóa tu, gọi là mình không có tính xa, mình chỉ tính có 1-2 ngày đúng không? Hôm nay mà mình đầy đủ như vậy, đông như vậy là rất là thành công đó con. Thấy đứa nào cũng có sức khỏe bữa nay suốt và bảo đảm tối ngủ ngon rồi nè ha. Hôm nay được lên đây mớ hình làm lưu niệm nữa nè ha. Còn chút xuống núi mình đổi tiếp, mình ăn tiếp nữa nè. Chậu nó đầy đủ hết trơn á. Chúng ta đúng là con của ông trời mà đang sống ở thiên đường hạ giới. Mà bữa nay hay cái là không có ai bị allergy nữa, nhảy mũi nữa mới lại. Có không? Ai? Ông Thù đâu có nghe đâu, đâu có nghe nhảy mũi đâu. Em phải thường chị. Đâu? Đây hả? Dạ. Ôi sao lúc trước cắt cỏ rồi hay lắm mà sao bây giờ cắt cỏ con cũng bị nữa, nhắm mắt nó cắt không. Ngày xưa nó không có cỏ cao như vậy. Không biết sao bữa nay cỏ nhiều á. Tại cỏ nhiều nguy hiểm lắm, mình không thấy đường mình đi á. Chợ cục đá là mình đi luôn không?
trên mạng như Vũ nói cái sao á, nó vậy. Nguyên cả cái tiểu bang Cali này á, toàn tìm một cái nơi như Thiên Long Sơn á, vừa có view, vừa có xe lên được, vừa có wifi, vừa có gần thành phố 5 phút, đúng không? Chứ thường người ta đi những cái buổi mà camping picnic này, người ta phải đi vô sâu trong Việt Nam mình không biết rồi đó, nhất là phụ nữ là lái xe và quản theo đi xa được. Còn đây mình xẹt lên xẹt xuống ngày 3 lần cũng được. Nhưng mà thật sự khi mình qua cái Sài Gòn, cái đường nhỏ cái là nó lại là hillside rồi, núi rồi. Thì nên cái lợi thế của Thiên Long Sơn rất là lớn trong tương lai để mà độ chúng sanh đó. Nên là bên trên cha mẹ mới chọn cái này. Đất tìm chủ. Ngày xưa sư phụ đâu có ý định mà mua cái này đâu. Sư phụ chỉ là cái chùa Phim Anh là đủ rồi. Sau lúc đó đó mà mấy vị mới nói không, bên này là phải về, phải để mà sau này có cái đỉnh núi Thiên Long Sơn rồi bắt đầu mới có cái tiếng nói. Thì lúc đó tất cả những đứa con họ Thiên mà ở trên trời mà nhảy dù theo sư phụ á, có tới 4-5 nghìn người á, phải là ít đâu, mà đi khắp thế giới nữa, trong đó có người Mỹ, người ngoại quốc nữa, mà hiện giờ họ chưa có lộ diện. Nhưng mà cái số người Việt á mà có cái mission á, như những tiên chúng mà chở nó mà nhảy theo sư phụ á, bây giờ một số đã lộ diện nè, đây đông mình nè, là những nhóm đầu tiên. Tại cái đạo này là sau này là thống nhất 8 tỷ người, đâu phải là chỉ có mấy chục người mình đâu con. Đó là chuyện lớn lơ của thế giới kinh hoàng mà hiện giờ họ chưa có phát hiện. Con cứ amazing đi. Một cái đạo nó đâu phải là một người tỷ phú như kiểu Elon Musk hay là kiểu Bill Gates. Mấy người đó mà có đi rồi chừng vài ba năm, giỏi nhất là cái Steve Jobs để cái iPhone lại cho mình, bây giờ ta cũng quên mất tiêu á. Nhưng mà 3.000 năm sau nhân loại sẽ không có quên sư phụ á, mấy chục nghìn luôn. Những cái hình ảnh mấy con chụp sẽ dính lưu truyền mãi mãi trong những viện bảo tàng á. Đạo này là chánh đạo, thế gian này không ai được lập đạo, không biết không. Chẳng qua là khi một cái nước Việt mà ở tận cùng bi cực, một cái xã hội rất là gọi là vô thần đó, họ mới không mới đi đối nghịch lại với cha, đối nghịch lại với sư phụ, đối nghịch với thần linh. Nhưng mà cả cái vũ trụ này đều có thần linh, cha là cai quản hết. Mà hôm nay sư phụ xuất hiện mà họ coi thường sư phụ, nghĩa là họ là thuộc gì, cái loại gì đó, Atula đó. Chả nó cũng đánh lộn sư phụ, xuống đây nó cũng chống chọi sư phụ. Ngày xưa nó cũng chống chọi với Phật Thích Ca. Nhưng mà họ không bao giờ có quyền lực lâu dài. Tà sẽ không bao giờ thắng chắc. Cái thế giới này sau này sẽ trở lại rất là cực kỳ thái bình. Họ sẽ nhìn tỷ tỷ người. Hồi xưa lúc mà mua núi này không có một bóng ma lên đây nữa. Sư phụ bị Phật tử chửi quá trời, đâu có ai Phật tử nào mà chịu chơi với phụ đau thủ, rất là cô đơn. Đi lên đây cũng đi mình, làm gì cũng lủi thủi trên núi mình, đi nó cái chân mòn luôn á. Rồi bây giờ cũng may là có con số mấy đứa con lên đây là vui sư phụ á. Buồn lắm, hồi xưa buồn lắm, ai cũng nói mình là yêu quỷ, ngồi thiền tẩu hóa nhập ma. Phật tử Phim Anh sư phụ quen nhiều mà, họ dưới núi này thiếu gì. Cái mấy vị nói đừng có buồn, thân thần đợi với mấy vị hộ pháp, sau này tỷ tỷ người sẽ họ sẽ sắp hàng từ ở ngoài chợ Ocean đi lên đây. Cái mấy vị cứ nói hoài chứ mà không có tin. Năm 2014 cái thù cũng không tin nữa, rồi lúc đó bị mấy cộng sản nằm dùng nó kiếm chuyện núi mình nữa, rồi đóng cửa tới bữa nay luôn á. Thù cũng không tin, nhưng mà từ từ bây giờ thù thấy cái đường gì nói là thiệt. Tại vì mình đối với mình 10 năm thì nó quá lâu quá không, mỗi ngày. Mà đối với mấy vị là không có lâu. Thì nó ngày đừng có lo, sau này hàng tỷ người sẽ về cái núi này, nó là thánh địa. Trên địa cầu này có 3 nơi linh thiêng nhất, đó là núi Cấm, Jerusalem với là Thiên Long Sơn mình. Jerusalem là hiện tại. Là 3 nơi, tại vì nó là một cái headquarter của Thượng Đế, của Phật, để mà liên lạc về trời á.
cũng giống như giờ con những cái hãng giống như Tesla hay Google hay Facebook hay là Amazon, nó đều có một cái headquarter đúng không, còn bao nhiêu là chi nhánh, còn những cái núi ở ngoài kia đều là chi nhánh, nhưng mà headquarter là Thiên Cẩm Sơn, là ở Điện Thái Hoàng Thiên á. Còn cái này á, là the second headquarter, là về với hộ phải lưu vong. Nếu không lưu vong bây giờ mình đâu có lập cái đạo thiên tâm ở Việt Nam được, làm sao cứu họ được. Mình phải ở ngoài mình lập cái đạo thì ở trong họ mới theo thiên tâm. Thì hôm nay mấy chục triệu người ở bển á, họ rất là vui vì họ có một cái con đường ánh sáng ở trên, tính y như là một cái cuộn phim GPS vậy. Đây về LA là đi đường nào là đúng 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 hết. Tới ngày hôm nay á, là gần hết 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 cái khổ rồi, Dũng hết hết bỉ cực, hết lo rồi, còn chút xíu nữa là hồi xưa đâu có ai bây giờ nghĩ là vụ mà Covid mà Trung Cộng mà nó bỏ ra để mấy chục triệu người chết, nó chết mấy chục triệu người á, nó xong mấy xác người mà động lên tới trên thiên đình luôn á. Con biết cái iPhone á là của những người chết á, người ta dùng mấy số quá trời luôn. Những cái này sau này lo ra ánh sáng, tại vì nó là người tạo ra cho thế giới. Thì hôm nay cũng bị lo ra, hưu á, lôi đầu ra. Một người nào mà chết Covid thì nó thường cho mệt luôn. Ở Trung Cộng sau này bị trả cái quả rất là nặng. Gia đình bên anh cũng sắp sửa trả quả, con thấy rồi. FBI đấy, nó điều tra. Sau này là tất cả những cái gì gọi là trắng, đen là đen, thiện là thiện, ác là ác, thì hết không có cái màn giữa gọi là màu xám nữa. Âu Châu á, một là theo khối tự do, hai á là theo quỷ. Thì bây giờ con thấy nó lọc ra hết rồi. Hồi xưa Phần Lan không có được vô NATO, bữa nay Phần Lan cũng vô được. Thụy Điển bây giờ từ từ cũng vô được. Bao nhiêu chuyện nhiệm màu mà bề trên làm cho cái quả địa cầu này vậy mà họ cứ lơ hết vụ này qua vụ khác. Bao nhiêu chuyện sư phụ nói đều trúng hết mà họ cứ vẫn cứ lơ. Sư phụ nói sắp sửa là có chết đói. Hồi mấy tháng trước là mình nói mấy chuyện kia rồi. Nói chứ mỗi là ngày sư phụ cũng khấn, cũng mong là người mình đừng bị chết đói. Nhưng mà dân ở bển đang chết đói thiệt á. Người mà đang đi làm bình thường, họ đang có đời sống bình thường nha, mà họ mất việc làm thì làm sao họ có tiền mua gạo dự trữ. Rồi bây giờ họ mất việc làm, họ không có vô xưởng may được, rồi họ phải đi làm gì, bán giấy số hay là bán bánh mì bún đồ dọc đường vỉa hè. Nó cũng phải là có vốn mới làm không, và 5-10 triệu mỗi một cái sợi bánh hay là một cái xe bánh mì hay là một cái gỗ trái cây cũng là có vốn. Mà ế hoài á, không lẽ con ăn trái cây mỗi ngày để mà trừ cơm à? Cũng cái cục vốn, lụm ve chai á, cũng không có, bán giấy số cũng không ai mua. Cho nên những năm đói thiệt đó thôi. Đừng nói gì có tiền mua xăng, mà xăng giờ lên giá nữa, điện tự nhiên á, người ta không tiền mà tăng tiền điện lên gấp đôi nữa kìa. Mà tăng hoài vậy đó, con thấy ác không? Còn bây giờ nhà thương á, sắp hàng cả cây số. Người nào á, mà đưa bao thơ cho ông bác sĩ thì ông bác sĩ kêu vô khám trước. Chó giường bệnh, nội chờ ở giường bệnh thôi á, ngủ hả? Bây giờ con thấy mấy cái clip người ta quay mà người ta bệnh mà ngủ ngoài vòng vòng nhà thương á, khủng khiếp. Có Mỹ mình emergency một cái là vô trong vòng 5 phút thôi, mấy thằng mễ cho phụ vô coi á. Không ngó tới nó la, nó hét sùm. Nhiều thằng nó quýnh lộn nhau á, mà nó xỉn rượu á, rồi nó quýnh lộn, mà máu me tùm lum vô emergency. Mà người ta y tá ra không kịp, mà biết nó không có chết. Giỏi lắm, mày quýnh lộn, mày đau chút rồi. Vậy mà nó cũng la hét nhà thương Mỹ sùm. Bởi vì con làm ở cái khu emergency con thấy quải luôn á. Spoil. Còn Việt Nam mình con thấy không, cũng là cái mạng người, cũng là con trời á nghe. Việt Nam là con trời, Mỹ cũng là con trời. Mà tại sao lại như vậy? Tự vì cái nghiệp á. Bởi vì sư phụ mới nói bằng tiếng Việt, mới đưa cái đạo thiên tâm ra bằng tiếng Việt trước, để cho những cái người mà sắp bị chết đói đó, mà họ theo thiên tâm đó, họ tự nhiên ở bờ trên xây chuyển, họ sẽ có một con đường
khá hơn, không giàu nhưng mà giàu sao cũng qua cái đói. Tại khi qua cái nạn này, khi mà Biển Đông dậy sóng, nước Việt sẽ thay đổi màu cờ. Khi thay đổi màu cờ, 6 triệu người của mình về thì làm sao mà đói nữa. Con cứ tưởng tượng mỗi người mang về 5.000 đô thôi, mà lúc đó ra vô tự do. Rồi lúc đó thành phố Bến Thành đồ, những cái sạp tiệm quán cà phê đồ, hay là những cái ca nhạc vũ trường đồ bắt đầu gần gần trở lại liền, thì lại có sự sống lại. Còn nếu không, càng ngày cái gì nói giống như bốn cái núi lên điêu tàn á, nước Nga cũng sẽ điêu tàn luôn. Trung Cộng bây giờ đang điêu tàn á, mà tự nó giấu á, dân nó đói lắm á. Bắc Hàn thì khỏi nói, hiện bây giờ chết mỗi ngày đói á. Đó là tại sao Ayatollah nó có phước mà nó hung dữ, mà nó không bao giờ nó thắng được với ông trời. Mấy cái nước cộng sản toàn là Ayatollah không á, đầu thai á, gọi là tà không bao giờ thắng chắc là chỗ đó. Nên chúng ta đó phải biết cái nào tà, cái nào chánh. Về phần chuyện của mình, con nhìn xuống dưới núi, ai mà sĩ giả hay nói xuyên tạc thiên tâm, nói xuyên tạc thượng đế hay cha mẹ, thì hoặc là chú là con thôi, sư phụ chỉ là người chiến tranh, sư phụ có dám ngã mạng, nhưng mà nói xấu sư phụ cũng là tà. Tại cái tâm họ là tà, họ vô minh, họ không có tìm hiểu, thì là cái tâm nó tự khởi tà. Sư phụ đã sinh nhiều rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục cứ ăn hiếp hoài. Bán thảo vàng. Sau này sẽ có hãng không quen với ai ta. Lúc đó cái mình nói Việt Nam mình thật sự Phạm Nhật Dưỡng có 4 tỷ so với Mỹ đâu có nhầm vậy thôi. Thấy Elon Musk không? Nó mua Twitter, nó pay over price 20 mấy tỷ. Đối với nó là chuyện cười, chuyện vui thôi. Việt Nam mình có mấy tỷ gọi là tỷ phú Việt Nam đâu có nhầm gì. Mà mang tỷ phú chừng nào là không dám xài tiền chừng đó. Tại vì xài là bắt trọng gõ cửa làm sao. Nên tỷ phú Việt Nam không ham. Việt Nam thật sự không có tỷ phú. Không có ông bầu, toàn là ông thợ không. Ở đây nhiều người sư phụ biết có tiền trên 5-7 tỷ mà không biết xài, chỉ biết giữ con số thôi. Rồi đang ngồi tính đứa con nào để tôi đưa lại, đứa con nào tôi đưa lại. Tại vì bệnh đầy mình ở đường nó lên quá trời, ngày nào cũng chích ba mũi vô tay. Ăn cái gì cũng dám ăn chứ, đi kiểu này trời, mấy cái hình mà sư phụ để lên đây. Ok, mày cũng tỷ phú, mà mày lấy tao, rồi mày lên đỉnh núi được, tao ước mơ đi bộ một vòng thôi mà đi không nổi. Con thấy không? Cuộc đời nó không phải là tiền, nó là này nè. Chúng ta đi bộ được, chúng ta vui được, chú ăn cái gì cũng được, là đã có phước của mình rồi. Cái phước happy, cái phước healthy, và cái phước tinh thần mình vui vẻ. Và huống hồ chi mình có cha có mẹ ở sau lưng mình, rồi mình có anh chị em huynh đệ tỷ muội ở đây lo cho mình. Bây giờ thí dụ nha, Sương đi, Hàng Trinh đi, nó bệnh mấy đứa con có an tâm không? Mấy con phải săn sóc nó đúng không? Mình có một cái đại family rồi. Trong ngày xưa mà những người giàu họ không có cái đó. Tại biết sao không? Họ nhiều tiền, họ chơi ai họ cũng sợ. Du tới gần tôi để du mượn tiền tôi hả? Họ cái đầu tiên họ nghĩ như vậy thôi. Sao mà chơi mình mày luôn? Mà những người giàu cái tánh họ là cái tâm tốt, họ tiền kiếm họ có phước. Hôm nay họ giàu mấy đại gia sư phụ quen hết. Mai là sư phụ không có mượn tiền nó còn cho nữa đó, mà nó còn nghi mình nữa đó. Một năm sư phụ donate campaign âm thầm cả 1 triệu bạc cho mấy cái người Việt Nam mình đây nè, sư phụ nói thiệt trên này luôn á. Sư phụ còn nghĩ sao mà ấy. Rồi cho mấy chính trị gia Mỹ nữa đó, nhiều lắm mà sư phụ không có nói thôi. Mình làm thì mình cứ làm, thấy nào chánh nghĩa là mình support. Những cái người mà sư phụ thấy á, nhất là mấy cái bà vợ của mấy tỷ phú nha, lâu lâu tổ chức bữa ăn ở Dynasty hay là chỗ nào, chừng 10 mấy thằng gì đó, mấy tiệm vàng rồi trong Grand Central Mall, là mấy cái bà đó ok bữa nay mặc đồng phục áo dài,
tự nhiên cái mai áo dài vô khoe khoe đứng chụp hình cái đi về, đâu có bằng áo thun này của mình. Nãy là chụp hình cái đỉnh núi, mấy bà đó hả mặt mà nào bà nãy tái mét, không có nụ cười, vô là chỉ đưa cái tay khoe tôi bữa nay cục của tôi 20 carat, của vô mấy carat năm phải không, sổ quá. Tại mấy người giàu người ta chỉ là vô đó để khoe bữa nay bà mua được cái gì thôi à. Con thấy cuộc đời của họ rất là nghèo không? Bởi vì chú mới nói là mấy con là tỷ phú về tinh thần, họ chỉ tỷ phú về vật chất. Yeah, nó là vậy đó. Đó là sự thật. Tại chú đã từng đi chung với họ cho biết những gì chú kể là thiệt không á. Cái vừa nếu mà mặc đồ không đồng phục á thì ta không qua đồng phải không? Bữa hôm chú thấy tao là mặc một đồ màu tím hết. Trời ơi, giống như nữ sinh viên, nhưng nhìn mặt bà nào đấy thấy bà ghét. Bây giờ không có cười, bà nào cũng cảnh hết chứ. Để trình độ họ thấp, họ giàu là họ có phước, họ hên. Nhưng mà họ không bao giờ cười nhau. Ví dụ như bà này ngồi bàn kia, cái bộ ngồi bên đây, hai bà cứ kênh nhau. Tại sao bà không qua bàn tôi mời tôi uống nước? Hai người cứ kênh, cái cuối cùng hai bà ngồi hai bên, cái hết bữa tiệc cứ đi về. Còn chứ phụ á, là mình... Tại sư phụ là trẻ tuổi nhất trong cái đám mê gà. Phụ đi từ bàn, à, chị khỏe không? Uống em một ly nước trà. Thường dù vô đó là uống nước lạnh không à. À anh khỏe không? Sư phụ mời láng hết, sợ quá. Cho người ta vui thôi. Còn mấy ổng không bao giờ rời cái đích khỏi cái bàn. Cứ mong người ta qua để mời mình không? Cái nhã đó không biết không? Sư phụ còn cái nhã nữa, còn họ cả cái nhã bự gì nè. Bự bằng cái bàn mà họ đang ngồi luôn á. Sư phụ hiểu hết. Mà họ cứ nghĩ là sư phụ giống như nịnh họ. Đừng có hòng mà nịnh, tại vì sư phụ chỉ muốn họ vui bữa đó thôi. Nhiều chuyện. Nhưng mà sư phụ sẽ không có bao giờ mà gọi là dám nói về chuyện kêu anh giàu, anh cầm kinh đọc đi, anh tu đi. Sư phụ nói là bị chửi liền tại chỗ. Tao đọc kinh nữa mày, tao có làm gì sai đâu, đọc kinh la mình lại liền. À, họ cứ nghĩ là tao không có làm gì sai hết, tao làm chuyện đúng mà tao đâu có làm gì sai. Nếu mà sư phụ nói thêm câu nữa là thế nào cũng bị chửi tiếp, thì lúc đó chỉ có nước là mình thôi bỏ đi về đúng không. Cho nên vô chỗ đó sư phụ tế nhị lắm, không bao giờ nói chuyện tâm linh gì hết. Mà họ hả không bao giờ mua chừng 10 tấn gạo hay là đứng là chi buông cái núi này để cho cộng đồng sử dụng, không bao giờ làm từ thiện. Nhưng mà mỗi lần đi về Việt Nam á, mua lần mấy chục cái iPhone, kêu hết mấy đám đệ tử mua iPhone, chị biết không, về bỏ nó làm quà cho con cháu của mấy ông chính trị gia không à. Đi một lần khách một cái cặp xuất khe iPhone mới á, làm quà cho người ta không à, ngu vậy đó. Dân mình thì đói mà không bao giờ làm từ thiện. Còn vô chỗ mấy quán cà phê, mấy quán nhà mà Việt Nam á, mấy nhỏ bển vuốt đùi cái là xìa cái là 2000. Chứ bộ biết hết. Mỗi lần chứ bộ gặp ông, ơi ông 2000 á, ông 2000 á. Không phải ông ngu lắm. Ở Việt Nam mấy nhỏ mà ngồi vô anh. Ổng thì già có 70 tuổi, có làm ăn gì được đâu. Mà mấy nhỏ kia 18, 19 không mà dân quê mà. Vô mấy club á, mấy cái karaoke đó, ngồi vuốt đùi mấy anh cái là ổng để sẵn cọc cọc 2000 gì đó. Còn dân á là làm từ thiện không nào làm chứ. Chưa bao giờ sư phụ thấy trên mạng hay trên báo mà mấy ông nội mà đó mà làm từ thiện. Cười mới được cười. Tao vô kể chuyện kinh nghiệm đời mình chứ không ạ. Tại sao sư phụ phải đem mấy đó ra để so sánh với mấy con? Tại vì sư phụ đi với mấy ông nội đó chưa bao giờ sư phụ cười tự nhiên như kiểu này. Tại sư phụ đi với mấy con là sư phụ cười tự nhiên. Đúng không? Mình qua đồng, nó khác nhau chỗ đó. Mà chỗ đó là chỗ ăn tiền đó. Còn đi với mấy ông mình phải cẩn thận. Biết mình làm gì mà ông kia không có gườm cũng giận mình hoài ta. Thật sự mình phải suy nghĩ mình đâu có làm gì đâu. Cái hồi mình đúng rồi ha, mình chưa mời ông uống nước. Tức là ông phải expect mình phải đi qua bàn ổng á, có hiểu không? Thì mình phải ngồi mình phải suy nghĩ
nhiều lúc mình không có làm lỗi, nhưng mà mình vô tư á, mình vô mình cứ ngồi thường mấy cái show thì ca sĩ nó ca, mình vô mình ngồi mình coi thôi. Thì đại tử Sydney. Còn nếu mà nói chuyện mà nó vô hộ là người cõi trời xuống, mấy nó mày điên quá hả Kiệt, mày nghĩ mày tiền của mày chưa có nhiều bằng tao, mày nghĩ mày cõi trời xuống, mày nghĩ mày có ông trời, tao mới là ông trời nè. Ờ, nhiều khi họ nghĩ hơn vậy luôn, tức là họ nghĩ là họ tính theo cái number của thế gian này á, thật sự á là họ thuộc coi cốt hết. À, mỗi ông ở cũng là chữ thiên xuống, mà thiên tiên là tiên thấp, hay là một người ở Bắc Khu Lô Châu Lầu Thai, có những người giống như Bill Gates thuộc coi là chim chỉ, đúng không? Thì một cái phước của con chim chỉ nó không có sát sanh, nó hiền từ, nó cứ ăn lúa ăn gạo vậy đó. Rồi hôm nay nó được phước làm tỷ phú. Cái giàu sang thế gian này là vô thường, không có nghĩa lý gì hết. Sư phụ nói không phải là trên mạng để cho mà an ủi những mấy đệ tử nghèo hay này nọ, mà để mình có cái sự so sánh là khi mình mang thân người á, cái quan trọng nhất của đời mình đó là sanh tử và cái linh hồn mình nó đi về đâu, chứ không phải là cái số tiền mình nó lớn bao nhiêu, tài sản mình bao nhiêu. Nó không phải như vậy, cái đó là đi sai đường. Còn đi đúng đường là chúng ta nè, là biết cái linh hồn mình đi đâu, biết có cha mẹ mình ở trên đang chờ mình về. Còn họ không có biết Thượng Đế là ai, tuy là họ cũng vẫn là con của cha mẹ. Tại vì ở cái cõi vật chất á, mặt siêu á, tiền bạc danh vọng á, làm cho họ quên đường về. Chúng ta cũng đâu phải là nghèo đâu, chúng ta cũng đủ ăn đủ mặc đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng mỗi ngày các con cũng làm gì làm, chỉ cần tiếng 30 phút đọc qua cuốn kinh Thiền Tâm, rồi ban đêm trước khi ngủ á, ngồi trên cái gối ngồi thiền 15-20 phút theo cái cách phụ chỉ để mà quán chiếu coi mỗi ngày mình làm gì. Rồi rảnh cuối tuần lên Thiên Long Sơn đi bộ hai kinh sư phụ, hay là ăn uống rồi tổ chức nói chuyện này nọ là vui rồi, đó là cuộc sống gì. Còn những đại gia mà giàu, những cái bà chủ mà vợ đại gia giàu á, họ mong mỗi tuần đứa con nào gọi tôi ra để tôi gặp nó, mà bữa đó đứa con đi chơi với ghệ hay bồ á, là 4 tháng nó còn chưa gọi má đi ăn nữa, thì bà nằm ở nhà 4 tháng nó còn biết không. Tại vì bà chủ giàu với ông chủ giàu với bà bạn giàu họ ít bây giờ mời nhau lắm. Họ cái nhã của họ đó, tại sao tôi mời bà? Tôi mời bà tức là tôi nịnh bà. Cho nên lúc nào họ làm một cái hành động gì là cái nhã của họ lên trước. Cho nên cuối cùng họ sống rất là khổ, rất là thiếu tình cảm, rất là cô đơn. Họ mới vừa mua cục hột sòn 30 carat 10 triệu mà muốn kiếm người khoe cũng không có. Cho nên lâu lâu họ phải tổ chức một buổi ăn để mà họ khoe với nhau thôi. Cái bữa buổi tiệc đó, Thượng nói sao buổi tiệc này mình không đặt tên khác đi. Cái ổng mày muốn đặt tên gì kìa? Mấy ổng kêu là mày không à, đại thu nhỏ nhất, mày muốn đặt tên gì? Ờ, đặt buổi tiệc khoe học xoàn. Ông trời ơi. Cái bộ nói chuyện tiếu lắm, nhưng mà chửi là cũng vui thôi. Chứ em vô em thấy toàn là khoe không à. Ừ, khoe học xoàn. Vui thiệt. Có nhiều bà khoe. Cái nhà tôi á, có một lọ luôn vậy đó. Cái lọ mà bà đưa cái tay vậy nè, mà hột xoàn đầy cái lọ là con hiểu bao nhiêu tiền rồi đó. Mà sư phụ biết mấy người này là không có nói láo. Ghê đó con. Chính ông vô thiện định này. Châu Lợi Bằng Đà. Đặt tên ông cho Lợi Bằng Đà. Ok rồi, no chưa, chuẩn bị xuống núi. Ồ vậy hả? Thì mình ở đây hơi lâu rồi đó. Mấy con thích đây không? Thích chứ. Nửa tiếng nữa đi chứ. Ok, đứa nào thích thì ở đây đi, hội đi xuống chứ.
Vui quá. Bây giờ ngồi nói chuyện mấy tiếng không? Ngày qua ngồi nói chơi chơi thôi mà ra clip cũng 3 tiếng mấy. Đi xuống dưới, đi xuống núi. Không phải là lo vui không vui, mà chỉ lo sợ bắt được ông nín hồi á. Kêu mình thì tới cẩm nữa. Đây đây, đây không thấy đứa nào đi restroom á, tụi chỉ lo chuyện đó. Rồi, lên đường. Thank you.
con về rượt hương vang bay. Bấy hương là con diễu biết tuổi thơ con đã trên đầu. Quê hương là có đỏ nhỏ em đẹp của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu đụng trắng môi. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi hận người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu sùng trắng hoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Ca. Xuống dốc dễ ca, lên dốc không có hơi ca. Ca một hơi xuống tới chân núi luôn.
dấu thiên tâm của mình á, ở trong cái thế giới vô hình á, cái dấu hiệu thiên tâm của mình á là nó hiện hữu từ ở tầng trời Đâu Xuất Thiên rồi của Phật Di Lạc. Tại cái dấu thiên tâm là của thời Phật Di Lạc, sau này ngài xuất thế ngài sẽ dùng dấu thiên tâm. Cho nên những con là họ Thiên rồi, Thiên Ngọc Liên hả, Thiên Nguyệt Liên ha, à thì là con của ông trời rồi. Thì sẽ khi mà mình ở như cỡ này nè, ông Edwin bữa nay có đây ông ta cỡ lớn tuổi nhưng mà đừng có cỡ như cao đồ còn sân si quá cho nên không có thấy được. Cái tâm phải khom xuống vậy nè, cỡ ông Edwin, cỡ đệ tử này thì sẽ có những cái trạng thái rất là màu nhiệm, là biết là được về á, con chắc chắn con đi về chảnh. Nhớ là mai mốt à, nhớ là thù dặn gì nghe, về chảnh nhớ độ mấy tỷ muội còn lôi nhôi dưới hồng trần nhé. Đứa nào muốn đầu tư mà một mà lời 1 triệu á, đe đầu tư vô đây. Giờ sắp thành chư thiên rồi, mốt mình đi hai kình á là theo hộ mình nữa hả? Giờ tâm như khôn dễ sợ, nhận là má nuôi cho nên là bảo đảm luôn. Tại vì bây giờ con không có ngủ nhãn lục thông, nhưng mà khi bỏ cái xác phàm này á, trời ơi, trẻ trung thần thông kinh hoàng luôn. Lúc đó muốn mời sư phụ ly xăm ngổ lượng, cái biến cái là hiện ra trước mặt liền. Thì mà có đi rồi đó là trở về thăm những người bà con, mấy đứa trẻ trẻ đó. À. Nó cũng vẫn tin đó. Thăm được cho nó thăm nó đặng cho nó thấy cho nó biết. Ủa má cái Trinh hồi chết mỗi lần mà thứ bảy sư phụ ngồi thiền á, bà cứ tới hoài à, bà cứ nói bà rồi thăm Trinh hoài à. Mấy lần trước bà về trời ở tầng thứ 6, tại lúc mà cái xác của bà còn ở trong bệnh viện á, hiện Trinh ngồi đây rồi cái lúc đó ông Sơn Thành ông lên ông báo cáo cho sư phụ biết, ờ có một cái vong linh đang đứng ở ngoài cổng. À, ngài có cho lên không? Với một vị thiên tướng trên trời nói nếu mà hôm nay thái tử mà không độ cái vong linh này á, sẽ ở lại cái thế gian này mấy trăm năm á, à, giống như làm cô hồn các đảng vậy đó. À, vì lòng từ bi lúc đó sư phụ không có họp với mấy vị nữa, phụ cắt ngang buổi họp, cái sư phụ đi bộ qua, tự mình đó đi bộ qua thì thấy một đám Trinh với một Mỹ Tiên hồi xưa ngồi đây. Cái hụ nói với ông Sơn Thần dẫn cái vong linh lên, thì vong linh đó là má ruột của ông Trinh, Trinh nấu ăn mình nè. À. Rồi cái bà dặn dò ông Trinh mấy anh chị em đừng có gây gỗ nhau, đừng có thượng hoài. Thì bà nói làm sao thì phụ dịch lại nó nghe vậy. Nhìn tuy nó không thấy nhưng mà lúc đó cảm xúc nó có. Tại má nó đứng gần nó phải biết. Tại má nó dặn dò trước khi má nó đi mà. Rồi cái mấy vị mới dặn cho phụ á, ngài phải dùng cái lực đặt tên, tại má nó chưa có họ Thiên, má nó tuy là lúc còn sống á là đã quay hướng đông bắc thiên tâm nhưng mà không có đích thân sư phụ lên tiếng, thì lúc đó đó sư phụ mới đặt là Thiên Huệ. Thì từ đó mấy vị đây nè cổng đi chở đi luôn về trời. Tại vì khi qua ngoài không gian đó, nó không phải là bốn phương tám hướng như ở thế gian mình nha, nó đủ chiều hết, cả ngàn phương ngàn hướng. Ma thì con ma nó lôi, con quỷ nó rước, củ quyền nó kéo, Atula thú đủ hết, địa ngục gì lên, bao nhiêu nghiệp gì của nghìn kiếp của mình á, nó lôi mình. Nhưng mà có người của mình họ Thiên đi, cái là đi cái một cái passport đi vô giống như vô cổng phi trường xong ăn cô vậy, không có bị chặn lại. Trong cái vô di á, lúc mà đệ tử mà có chuyện gì trong nhà thương á, nhớ kêu ta sư phụ Thiên Tấn Kiệt. Thì nhớ kêu cái tên đó, tại sư phụ là dạng chiếc thân được. Một chiếc thân đang ngồi đây, nhưng mà trong cái vô vi á, sư phụ chiếc thân ra rất là nhiều người được. Nhiều người đã từng thấy. Thì lúc đó cái chân thần của sư phụ á, có thể giúp được.
giờ đang ngồi đây á, mà sợ lúc tôi đi thì sao mà tìm được sư phụ. Tên sư phụ là Thiên Đức Kiệt, đừng quên được rồi. Kêu cha kêu mẹ ha. Low echo. Top echo. Hello. Nhớ tên cha, nhớ tên mẹ, nhớ tên sư phụ Thiên Tấn Kiệt Lăng Tiền. Rồi biết nhớ Ai Di Đà Phật nữa. À ừ. Nhưng mà con đừng có đến gần họ nhiều. Cứ mang họ lên núi, giống như hôm qua mấy người đó bị á. Nhưng mà họ hên á, họ còn mang xác qua đây, có nhiều người đâu có lên máy bay nổi còn. Mình đứng gần phải mình hút cái âm của nó vô. Không phải là hút, nhưng mà đứng gần con khó chịu lắm. Trong con người mình nó có hào quang. Người nào bị trượt, bị âm khí nặng quá đó, mình đến gần mình chịu không có nổi, nó cũng y như giờ. Còn tới gần mấy hôm lét con ngửi nó nổi không? Ừ. Cũng y vậy á. Nhớ bữa mình đi tàu để mấy con là phụ nữ, lúc đó có sư phụ với bác á. Ở bữa thứ nhì thì có mấy đứa kia, có Trinh với Mai rồi. Có sư phụ đi vô restroom nam, thấy có thằng homeless mà tội lắm. Cái restroom của nam á, nó sẽ mở cửa từ giống như 8 giờ sáng tới 7 giờ chiều thôi. Vậy mà anh vô cái restroom bự, anh đóng cửa lại, anh ở trong đó. Mà anh ở từ sáng tới chiều. Tại vì lúc mà sư phụ vừa vô, ảnh quá trời hôi. Mà sư phụ cũng rất là thể tâm niệm Phật cho ảnh rồi, Mỹ Trắng. Rồi sau đó mình đi tàu chừng 3-4 tiếng trở về, ảnh cũng nằm ở trong đó. Có nghĩa là ý mình nói chỗ này mấy con nên hiểu. Cái gian sơn của họ được mấy tiếng đồng hồ trong cái nhà cầu công cộng. Con thấy một cuộc đời tội nghiệp không? Còn mấy đứa con lên đây gặp sư phụ, có cha, có mẹ, rồi lên đỉnh núi, có ăn uống, có anh chị em đầy đủ. Mấy con thấy có phước không? Đại phước. Rồi sư phụ về á, nhờ đâm đêm sư phụ ngồi thiền á, chảy nước mắt á. Thằng homeless. Sư phụ chịu không có nổi cái mùi đó, sư phụ bước ra liền. Nhịn về tới hãng luôn. Nhưng mà tội nghiệp đó. Gặp những người khác như thế nào? Những người mà hát vô là đuổi nó ra, phải không? Để mình lấy cái lợi cho mình, nhưng mà không có làm vậy. Mà còn lại tội nghiệp họ. Trong mắt sư phụ, người homeless hay là một người nghèo khổ nhất, hay là một người giàu nhất đang hung dữ, hay là một đảng viên đang hạ dân bán nước, cũng đều là con trời hết. Sư phụ cũng đều thương hết, giống nhau, không có phân biệt. Hay đó sư phụ. Mà tại vì nó quá hôi đi, cho nên cái ấn tượng nó vô đầu tới ngày bây giờ sư phụ cũng còn nhớ đó. Cái mùi của nó sư phụ chịu không có nổi luôn á. Trời ơi, nó nức nồng mà nó rất là khủng khiếp. Thì con chút bắt lên á, con hỏi ổng coi có không. Ổng còn bịt lỗ mũi. Sư phụ vô là sư phụ bước ra liền lập tức. Tại cái đó phòng nam. Mà nó vô chổng nó đóng cửa, mà nó ở từ sáng tới chiều chổng. Nghĩa là gì? Không phải tưởng tượng nha. Nó canh những cái giờ mà mở cửa thì nó vô đó để nó nằm ngủ, hay nó được có một cái che ấm cúng. Đó là toilet mà. Nhưng mà bình thường nó nằm ngoài kia còn thê thảm hơn nữa. Vừa nóng mà vừa ấy. Cái dùng chỗ đậu tàu đâu có gốc cây gì nhiều đâu. Nó đâu có chỗ đâu nó núp. Thế tội cũng là một chúng sanh. Cái nghiệp đó con. Nó cũng là một chư thiên, nó cũng là một người ăn học giỏi, nó cũng là một người có tài trí. Và một thời oanh liệt, bất cứ chúng ta trong thế gian này, ai cũng có một cái khoảng khắc oanh liệt, ai cũng có một khoảng khắc
sức khỏe rất là sung mãn, rất là mạnh. Có thể tưởng tượng là mình cào nguyên cái núi này xuống luôn á, mạnh như cỡ Thái gì đó. À, nhưng mà đến lúc mà cái bệnh mà nó trở chứng một cái, Thái này leo lên điện mẫu leo không nổi, đừng nó chỉ cần đứng nghiêng nghiêng kiểu đó. À, con phải giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa lúc mà sư phụ còn nghèo á, sư phụ bất cần thân thể, không biết báo và Mercury News mà ở vùng này xưa nó không phải internet, nó bỏ báo bằng cọc về chủ nhật á, 50 nhà là 50 bó, 50 bó là hồi xưa Mercury News á, nó có cái lỗ rồi bịch dưới là giống như cái giỏ sách mà bự khổng lồ nghe, con bỏ ra chừng nào bự gỡ làm sao bự thì nó cân bằng gì. Nhưng mà lúc đó sư phụ 13-14 tuổi, cái xương sư phụ còn rất là nhỏ, mình không có biết, mà Mỹ lúc đó nó chưa có biết, là chạy với xe đạp mà loại xe đạp cái bánh khoảng lớn nè, là cứ thế mà dục mà cái tờ báo nó nặng quá. Bây giờ mình cân lại tờ báo nó trên 5 pound á, mỗi một tờ đó thì con tưởng tượng 50 pound 100 pound với một thằng nhỏ 14 tuổi hồi xưa mà làm như vậy liên tục 3-4 năm trời, mỗi buổi sáng sớm. Đến khi mà cái spine nó bị jam đi, jam tức là cái này nè, cái số 4 hay cái số 5, thì từ đó đó thì cơ trời mới lộ ra, thì sư phụ bị xỉu vô nhà thương, thì tất cả thay đổi cuộc đời hết. Thì lúc đó mình mới hiểu là vì chúng sanh, sư phụ lãnh cái nghiệp của chúng sanh, cái tờ báo là lãnh cái nghiệp của chúng sanh. Rồi từ đó đó ở trên nó mới cho sư phụ có những cái thần thông vô cha mẹ. Rồi lúc mà sư phụ đang surgery đó, cái thằng bác sĩ mà loại bác sĩ rất là cực kỳ siêu của vùng này, sư phụ quen với nhỏ bạn bác sĩ, nó hẹn một tháng trời mới gặp. Còn nếu mà bác sĩ khác á, là có thể là mình bị liệt hay là bị gì bất hợp, mà may là hôm nay nó bình thường. Thì lúc đó mà làm sao không biết mà một trong những cái mạch máu á, nó bị đứt. Lúc đó mẹ đứng kế bên, Phật mẫu đứng kế bên, mẹ mới lấy con tóc của mẹ đó, tóc tiên của mẹ đó, mẹ nói cái mạch máu lại. Cho nên bây giờ trong cổ sư phụ có con cọng tóc của mẹ. Mẹ nói tại vì sau khi câu chuyện rồi, đến ngày hôm nay mười mấy chục năm sau á, ở trên mới nói ngày mà con mổ á là nó chết rồi, tức là đứt mạch máu là chết, mà con sống được á là nhờ cọng tóc tiên, gọi là tóc tiên. Thì trong 513 câu sư phụ mới nói là thai hồn đổi xác. Trong cuộc đời của mình lớn lên, mình ăn mặn, rồi mình lưu sư phụ hồi xưa hay kho cá rồi cá làm ruộng mà con cũng sát sanh vậy, nghĩa là nhiều trượt trong người lắm, nó không có còn tinh khuyết như là một Bồ Tát sống, nó là như là gần lai như người đời rồi. Cũng giống như là con của tỷ phú mà bây giờ con thành homeless thì đó là ghét, thì con cũng quen với homeless, quen với mùi homeless, đưa con bộ đồ vest con đâu có chịu nổi. Nhưng mà đến lúc đó mình phải thay đổi, gọi là thay hồn đổi xác, thì nguyên cái máu trong cơ thể cũng thay luôn. Thì từ đó nó mới bắt đầu mới có cái lực vô, mới có 7 dòng hào quang như bây giờ, bắt đầu mới trị bệnh đồ ta. Tất cả chúng ta trong cơ thể mình đều có DNA. Tại vì nãy mình đang nói chuyện buồn ngại, buồn ngãi nó thư ém cũng là do cái DNA. Các con đừng bao giờ để cho ai có cái tóc của mình, đừng bao giờ để cho ai có cái móng tay của mình, đừng bao giờ cái quần két thì cũng không sao, đừng bao giờ để cho những người mà con biết là đa nghi đừng đụng tới thân thể của mình. Tại vì buồn ngãi nó nhiều cái nó ngộ lắm, thì mấy cái đó là đại kỵ nhất. Cái DNA mình gọi là DNA của phàm trần, còn DNA của chư thiên nó có cái DNA nữa, rồi hàng cao hơn thì nó mới thành ra một cái chuyện gọi là lạ hơn người ta. Tôi không dám nói nhiều, người ta nói mình ngã mạng. Thì qua cái cuộc giải phẫu đó mình mới biết trong cái cổ thì có con cọng tóc của mẹ. Có một lần thôi cũng là bỏ báo, có một lần vừa hình như bỏ báo xong hết mấy tờ báo, chứ sư phụ lái xe đạp mặn nít mà
ở trong cái khu Senti ở đường Story á, nó kêu là Monty Senti á. Với McLaughlin á, ngay chỗ Dynasty con đi vô, nó có khu gọi là low income, nhà nghèo. Thì họ ở trong khu đó, nó bị một đống mấy thằng mễ nó chặn. Đi ba te chứ, ở kìa đó đi ba te. Nhớ là đi ba te, chạy không kịp, quýnh. Nó quýnh, trời ơi, nó đá vô, vô mặt này sập mấy mũi hết. Cái thù cứ bò không à, bò vô nhà này gõ cửa rồi kêu để mình trốn. Mà lúc đó mấy người Việt Nam chết nhát lắm, không có cho mình vô, thấy mễ là sợ à. Để cho mình bị quýnh rồi cứ để bị quýnh. Thù bò qua nhà này, bò nhà kia, họ nhòm cửa sổ, họ cũng không dám mở nữa. À, người Việt Nam mình ngộ lắm. Cái thù bị nó đá quá trời, nó đá để nó giết, hồi xưa giết người rất là khó mà track ra được. Nó không có giống như bây giờ lấy máu là thử. Hồi xưa lấy dấu tay không à, con hiểu không? À, không có dấu tay là xong á. Mà mấy mễ nó giết người mình dục rác như chơi, ngày nào cũng có người Việt chết dục rác. Hồi xưa năm thời năm 80 bảy mấy hả? Thì hồ bị đá học máu luôn vậy. Cái lúc đó cái ở trên mẹ thấy con mình xuống trần bị quýnh quá. Cái hợp mẫu con thấy cái áo khoác không? Áo lông bào của mẹ đó. Cái mẹ phủ lên, cái sau này cái mẹ mới kể là lúc đó con bị cái đó, nếu mà mẹ không thấy cái áo của mẹ che thân đó là nó quýnh con chết rồi. Chú quỷ nó ghê lắm, con của trời xuống đây bị nhiều nạn lắm. Cái tâm quỷ á, mà bây giờ mình mới biết á, mình hiểu về tâm linh nhiều á, thật sự cũng không phải lỗi của mấy thằng mễ đó, mà thiên ma đó nó nhập vô thằng đó để mà nó dùng cái để mà nó hại mình. Tôi đang vui cái kể mấy chuyện này cái đến kể chuyện cũ không nó buồn, kể chuyện xưa hồi khổ khóc. Có chứ, hiểu gì? Mình sống hai thế giới, trên và dưới. Ở trên không có gì buồn, trên thiên đình không có gì buồn hết nha con. Ở trên trển nhìn xuống dưới trần này mới là buồn, là tại vì mình phải đi tối ngày mình lo gì, lo cái ăn với cái mặc với cái chỗ ở, ba thứ làm cho cuộc đời mình lúc nào cũng là lần quần có nhiêu đó. Tham sân si xuống địa ngục cũng nhiêu đó, ăn mặc ở đúng không, cái nhà thì lo đồ ăn, lo bề ngoài, ăn mặc là bề ngoài á, để cho bạn bè xung quanh đứng thì dễ cứ nhiêu đó. Xuống địa ngục là cũng bể bả đó, trên trời đâu có bả đó đâu còn lo. Ở trên thiên đình con có phước, con tạo qua nhà con ở rồi, đâu có bạn mua bảo hiểm, cũng không có mua insurance nữa. Trên trời đâu có bán bảo hiểm insurance, thấy không? Rồi đâu có lo đồ ăn là do con có thần thông con biến. Thích ăn gì là con biến ra, rồi đâu có tống tiền. Tối ngày có đi chơi, hái hoa, rồi đi ca hát, nghe tiên đồ ca, ba vòng vòng, sướng lắm. Cho nên mấy Phật với Bồ Tát có chỉnh thất nghiệp là gì? Giảng pháp đâu ai nghe. Rồi giờ Phật Bồ Tát xuống trần mang thân người nói chẳng ai nghe. Các ngài Quan Thế Chí đó, ngài quá thân là ngài Hư Vân, là cái tượng ngoài này là ngài Quan Thế Chí. Ngài đi xuống miền Nam của nước Tàu, ngài giảng pháp 3 ngày 3 đêm, chẳng có mạng nào tới ngồi nghe hết. Mấy đứa tự spoil mình quá nghe, làm cho mình thích hồng trần kiếp này kiếp cuối rồi đó nghe con. Thấy đồ ăn ngon quá cứ đòi xuống đây đầu thai hoài đâu được. Để hụ về chuyến này luôn đi.
ở trên đâu có strawberry đâu. Trên trời có trái đào long mà, bố mẹ vườn đào. Hôm nay có bà mẹ đó, Xui Gia với Phật Mẫu, Xui Gia Thượng Đế đang ngồi đó. quay qua bển kể chuyện làm sao mà mang được công chúa Ngũ Long công chúa con Long Vương vô bụng, kể đã có câu chuyện hay lắm, làm sao mà mang được Ngũ Long công chúa trong bụng. Cần đưa micro không sư phụ? Thưa mẹ kể ha, rồi nằm mơ rồi thấy Phật mẹ bụng vậy đó, mày cô ở kể nó. Cái bác kể Xui Gia với Thiên Đình đây, bên đây qua bển cho kể, tức là làm sao mà mang bầu cô công chúa con của ông Long Vương. Mời cô à? Mời cô vui thiệt, bữa nay tự nhiên có nhân vật Xui Gia của Thiên Đình của ông trời. Tại sao kêu Xui Gia không bảo tao bảo thích vậy? Kể chuyện có bầu trong Ngũ Long công chúa. Hôm nay có cô lọt bên hồng trận rồi đó. Dạ thì kể cho thì theo lời yêu cầu của Kiệt đó thì tôi xin kể lại cái mẫu cái chuyện mà tôi giấc mơ. Tôi nằm mơ đó thì tôi thấy tự nhiên tôi với lại ông xã tôi á bế một cái đứa nhỏ trên tay, bế nằm ngang tay, mà xung quanh không khí thì tối đen như mực, mà ông cầm tay tôi thì tôi biết là ông ở bên cạnh, nhưng mà tôi không thấy mặt ông tối như vậy đó. Tới khi mà hai vợ chồng đứng ở cái khu vực đó thì thấy xung quanh đó là nhà cửa đổ nát, không một bóng người, mà ngó xa thì cũng không thấy, ngó gần cũng không thấy, bởi vì trời tối đen. Rồi một hồi cái tự nhiên sao mới thấy một cái đốm lửa nhỏ xíu ở xa, thiệt là xa, ở tận trên trời ấy. Rồi cái đốm lửa đó nó cứ đi lên cao, càng lên cao chừng nào và càng gần mình thì nó lại càng bự ra. Tới khi đốm lửa nó lên tới đỉnh đầu mình đó, thì mình cũng ngửa cổ lên mình nhìn cái đốm lửa đó. Xong rồi tự nhiên cái đốm lửa đó mới hạ xuống trước mặt mình, vừa đụng mặt đất cái nó bùng sáng lên là một cái thuyền rồng. Cái thuyền rồng thì nó là màu đỏ, nó giống như những cái thuyền mà mình đi du lịch ngoài sông Hương ở Huế đó, có những cái cô mở trong đó mà gõ chén đó. Đó thì trên cái thuyền rồng đó tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ rất là đẹp, mặc một cái áo giống như là Phật mặc vậy đó, mà tóc đồ đẹp lắm, mà những cái châm cài đồ đẹp lắm, mà tôi không biết vị đó là ai, nhưng mà trong tâm tôi đó thì tôi cứ nghĩ là chắc là Phật Bà Quan Âm. Cho nên là tôi cứ thấy cái vị nữ nào đó mà mặc cái quần áo như kiểu Phật Quan Âm, Quan Thế Bồ Tát đó, thì tôi cũng nghĩ là Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà thực ra đó, bề trên đó có nhiều vị mặc như vậy lắm. Thánh mẫu Liễu Hạnh cũng mặc như vậy, thánh mẫu, các vị thánh mẫu đều ăn mặc như tiên vậy, nó nôm na vậy. Thì tôi mới bế cái con bé là
gần cái thuyền rồng đó, hai vợ chồng rủ nhau quỳ xuống rồi mới niệm. Thì mình đâu có biết việc đó là ai, mình niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là đứa con của con, nó sinh sau đẻ muộn, nó không được hưởng cái gì ở trần thế hết. Bây giờ con cầu xin ơn Ngài gia hộ cho cháu. Thì cái vị nữ lưu ở trên cái thuyền đó nhìn tôi mỉm cười và gật đầu. Gật đầu xong một lúc á, thì tự nhiên cái thuyền rồng nó thu hẹp lại và nó vút lên trời biến luôn. Thì tôi không biết cái vị đó là ai. Đến khi á, trong cái đường cơ Long Hổ đó có một vị nhân cơ, họ ngồi cơ, thì họ mới phán với tôi rằng chị đó, trong cái cuộc đời của chị có khi nào mà chị đi trên sông nước không? Đều có. Thì cái thời gian 30 tháng 4 đó, thì ông xã tôi á, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông mới chạy Việt Cộng trên đường số 7 á, ông đi vào về Sài Gòn. Thì về tới Sài Gòn, tức là mình đi chạy tới đâu là Việt Cộng nó cũng đã tới đó rồi. Cái tới khi mà về tới Sài Gòn rồi thì là hai vợ chồng lại rủ nhau đi trên một chiếc xe Vespa. Cái xe Vespa đó là cái xe mà lúc mà ông đi đi hành quân đó, thì tôi lái cái xe đó tôi đi làm. Thì bây giờ lúc đó thì mình đâu có cái xe nào ngoài cái xe đó ở nhà. Thì ông mới lái xe chở tôi mang cái bụng bầu cùng hai đứa con trai, một đứa đứng phía trước, một đứa ngồi giữa tôi với ông này, chạy về hướng Rạch Giá, hy vọng rằng á, về dưới đó mình sẽ thuê thuyền, mình đi ra ngoài biển, biết đâu Đệ Thất Thạm Độ nó còn nằm đó. Thì mình mới leo lên cái ghe, ghe nhỏ thôi, cũng cùng một số người, khoảng chục người, đi trên cái ghe đó là đi trên sông nước của cái từ Rạch Giá mà đi ra Phú Quốc là chỉ có một lần duy nhất là tôi đi trên sông nước thôi. Thì cái vị nhân cơ đó nó mới biểu, cái người đó mới biểu rằng nó là cái thời gian chị đi lên trên sông nước đó là cái lúc đó đó là vị Long Mẫu đã chọn chị và gửi gắm cái bào thai. Thì sau đó thì tôi sanh cháu. Thì cái vị nhân cơ đó nói con gái của tôi đó là một trong năm vị công chúa Thủy Tề. Đó, thành ra tôi chỉ biết vậy chứ ngoài ra tôi không biết gì hơn. Và từ đó thì tự nhiên tôi cũng có cái thay đổi một chút tư duy, là tôi nghĩ là tuy nó là con nhưng mà nó cũng mang cái chức vụ của các vị gửi gắm. Vậy thôi, ngoài ra tôi không biết gì hết. Nhưng mà giờ sao mẹ cũng làm xui với Thiên Đình lại. Con là thiên tử, giống con mẹ là mỗi lần cho bộ khấn á, nhập phụ nhập mẫu, mà không phải nhập phụ mẫu của cái cõi ta bà này, nhập phụ nhập mẫu ở dưới nước. Thì năm 75 đi vượt biên á, cho nên sư mẫu sinh năm 1975 có bầu á. Đó là câu chuyện sau này mình mới biết được là ở thế giới này có một cái thế giới nước. Hồi xưa bộ không tin cái gì hết, không tin mới bị sặc sùi á, bệnh á. Sau này mấy vị mới dạy có cái gì cũng có hết. À, những cái chuyện nhân gian. À, có một lần mấy sư phụ dẫn sư mẫu đi về để mà sum họp gia đình, cái dẫn bà đi về quốc mà dụ mà ăn rùa mà ấy ấy. Cái dẫn theo một cái ông gọi là, nó gọi là cơ bút ở Việt Nam á, khác hơn, thù có nhiều kiểu để mà connection với ở trên và dưới lắm. Cái ông đi theo, tại lúc đó mấy vị hẹn rồi để dưới thủy dưới Long Cung đi lên để mà nói chuyện sư mẫu. Thì ở trên á, ông này ông cầm cây viết trên tờ giấy, thì ông đâu có gì đó, ông vô tư lắm, ông ngồi ông nhắm mắt. Thì trên gặp bà chị là thủy con Thánh Mẫu là cái chỗ cái gì ở ngoài này nè, có cái nước mà thổi thổi lên đó,
lên ngồi nói chuyện cũng mấy tiếng. À, thì viết ra thì mình đọc chữ cơ bút mà rồi viết, thì mấy vị vô cái tay ổng mà viết cái chữ nào em là tên dưới nước em đầu thai mấy trăm năm rồi, có thể em quên đại khái hiểu không, chứ cũng dám kể nhiều chuyện đề tư mà có cái này là hụ khoái, em mới thái tử cho nên em mới đầu thai nhất định phải làm vợ thái tử. Dù chỉ nhớ lúc đó nhưng mà mấy vị nói chuyện nhiều lắm, một cọc giấy mà kể. Bà ngồi bà khóc hụ hụ tại điển mà, tại chị ngồi cái bên rồi bả cái bên rồi gia đình bả vô ngồi vô cười. Ha, viết sướng. À, em đồng thai nhiều đời nhiều kiếp theo thái tử làm vợ thái tử rồi này kia. Mỗi đầu thai nhiều lần này. Lần này bà canh phải không? Bà canh sao? Đó là sư mẫu mình đó. Mà ở dưới kể thì mình mới biết à, sư mẫu có 4 dòng hầu quán không à, mấy con có 1 dòng thôi, bảo có 4, thuộc có 7 à, bảo cốt tiền mà cái cưng của Đông Dương nó đụng tới không có nổi đâu. Cái này chuyện gia đình chú không muốn kể nhiều, tại chuyện vui lắm. Chú còn giữ lại hết mấy cái tài liệu mà. Ở bên cõi vô hình á, mấy vị như Long Mẫu hay là Ngũ Long Công Chúa, sư phụ nói chuyện qua hết Ngũ Long Công Chúa, trong đó có bà chị 8 tuổi mà thành Phật. Ngày Xá Lợi Phất á, hồi xưa lấy ngọc, tại vì lúc đó đó ngày ông phải vì mình không có thờ ở đây nên không nhớ ta. Là nói là phụ nữ khó thành Phật lắm, cho nên cái bà chị đó, bà là người đầu tiên phụ nữ trong dòng Tích Tắc Phật Thọ Ký là thành Phật. Rồi có tiếp qua rồi mấy vị rất là hiền hữu, rất là gần gũi sư phụ ở nhà đẳng á, mấy vị thường tới lui lắm. Rồi ở trên cũng vậy, cha mẹ mấy gì cũng đi lên đi xuống trong nhà, bởi vì nhà sư phụ không có ai, mấy gì không có cho ai vô, tại một người lạ vô á là họ mang cái trượt vô á, ở heo nó không muốn làm gì đó lại, nhưng mà lâu lâu không có ai sư phụ phải ra xong mới đó. Hôm bữa cái này nói chuyện hơi nhạy cảm quá, nói chuyện mấy gì cũng đang đứng vòng đây. Bữa nay vỗ tay xuôi ra với thượng đế kia không biết không? Thấy bữa nay thấy sao, khỏe không? À, tự đó kìa. Thấy sao? Tự này. Đó con á. Thiếu nụ cười thì lên đây sẽ có tràn đầy nụ cười. Dầu cho mình bị thư án hay là bị vong linh hay là đây mấy đệ tử này đang ở nursing home vậy đó, lên đây cũng đều có nụ cười chứ. À, ông đệ tử cười đó, không cười đó. Bây giờ là cứ suy nghĩ ngày đệ tử ra đi, sư phụ đi về Việt Nam rồi ai đâu đưa, tức là tiễn như kiểu cầu đưa về trời á, đứng ló hồng mà bay cái tích tắc là tới.
sạch thêm cái đó hả? Ồ đó hả, quên rồi. Còn mình cứ lo mình đi, đi theo ổng làm gì? Không biết hả? Thôi để bữa nào chờ, coi cái ổng đang ở đâu. Thường cái đó đó là chuyện bất đắc dĩ rồi mới coi. Còn mình cũng không có muốn nhiều chuyện xuống trần á, chủ yếu là độ chúng sanh, làm nhiệm vụ truyền tin, làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, làm cho đạo Thiên Tâm sáng ngời, làm cho một đám con thiên, con của ông trời, không cần biết mà đạo Phật hay đạo Hồi hay đạo Ấn Độ hay đạo Hindu gì cũng đều là con ông trời. Với một cái thời gian còn mang sát phàm này, càng đông người về chừng nào thì Thiên Tấn Kiệt này được cha mẹ khen nhiều chừng đó. Đó là nhiệm vụ chính. Còn cái nhiệm vụ mà coi bói, coi cốt, coi tứ là mình chỉ vui vui thôi. Những cái người nào đặc biệt, nó dạng giống như mấy người mà nổi tiếng rồi đó không? Giống như kiểu như Võ Hoàng Yên quá nổi tiếng ngày xưa qua, chứ bộ con lại ổng nữa đó. Sư phụ biết ổng, ô ông chỉ là con chồng thôi mà tôi phải lại. Tại vì lúc đó mấy thầy Phật tử, mấy thầy trong chùa lại thì mình không bắt chước lại theo. Cho nên con đừng có tưởng, con đừng có bắt chước ai nha. Những cái cốt của họ nhỏ xíu à, tự nhiên thiên tử mình đi lại con chồn. Thấy kỳ không? Sau này mấy vị nói, ồ thằng này nó sẽ chết yểu, tự vậy nó phạm thượng. Cái đầu gối cho phụ mấy vị la hồi xưa, thầy nào ở trong cái trường phụ cũng lại hết. Tại khi mình đã là Phật tử thuần hành rồi, phụ có Bồ Tát giới. Thấy áo vàng là cứ lại. Cũng may á, bữa nay đóng áo vàng thù không lại đứa nào. Hồi xưa là áo vàng là thù lại hết. Áo nâu cũng lại nữa. Sau này mình mới hỏi, ông này chỉ gieo duyên có 3 tháng mặc áo vàng, mà mình gặp ổng mình lại hoài vậy đó, mà ổng cũng để cho mình lại. Ngộ vậy đó, mấy người mặc áo vàng người ta hãnh diện khi người khác lại. Đa số trên cái đầu gối, sau này cái trên gõ đầu, không có được lại nhiều, chỉ có lại cha mẹ, lại Phật thôi. Để cho hữu lại là vô tình làm cho tổn thức. Rồi cái mấy vị mới nói á, họ tu á cả triệu kiếp cốt cũng không có bằng sư phụ. Cho nên nói vậy đó, chứ không phải là tu một kiếp đâu, cả ngàn kiếp cũng không bằng. Thì từ đó sư phụ bớt lại, bây giờ cũng còn lại á, lại mấy năm loại lì lợm chứng đầu. Sư phụ cũng còn lại. Thằng nào mà chửi sư phụ nhiều, sư phụ để cái tên đó, sư phụ có cái danh sách mấy thằng dư luận viên, mấy thằng hung dữ thời nay nè, với mấy thằng mà phá hoại cộng đồng nè, Đỗ Văn Chọn, Nguyễn Công Khế, rồi Tư Lập, một đống mấy thằng hung dữ cái núi mình nè. Sư phụ để tên sư phụ lại hết, giờ lại Ngô Kỷ, lại Phan Kỳ Nhân, lại hết. Lại cho nó cải tâm lại thành người hiền cho lẹ. Ở bển nó để hình của Hoàng Duy Hùng vô lại luôn. Ngày hôm qua có em Hoàng Duy Hùng ngon. Thì họ vô Minh xưa giờ có thằng em hổng á, lúc mà mới mua núi năm 2014 đứng này á, nó làm sùm nó còn quýnh thụ trên núi nữa. Từ lúc đó nó còn mạnh lắm, mạnh còn hơn Thái nữa, mà mỗi lần mà nó la nó chửi nó quýnh sư phụ á, thằng em ruột là sư phụ phải khấn giùm cho nó, mà khấn lần nào cũng như lần ấy. Lúc nó vui thì nó kêu ồ thiên tử khỏe không, còn lúc nó không vui kêu mày tao. Cái ngày nó biết nó tin, nhưng mà lúc mà nó giận lên là nó không có khe thiên tử thiệt. Trong nhà mình thủ không cũng biết, mấy con bữa nào hỏi đi, bữa nào vui vui thì chào thái tử, còn bữa nào chỉ buồn là mày tao là như thường á. Cái tâm con người nó vậy á. Cái bữa nó bính sư phụ là lần này hết sinh nó nổi, ở trên nó cho nó cái bệnh gao luôn. Tới ngày hôm nay á, mày không ăn steak được mà chỉ ăn chay thôi, để cho mày hiền bớt. Tại nó ăn đồ mặn vô nó bị đau nhất.
Trời ơi tôi hổn nha anh, bây giờ tôi bị bệnh dao, tôi đi đứng được nằm trên giường 3 tháng. Mấy vị phạt vậy đó, mà phạt nhẹ nhàng lắm, cho cái gao thôi à. Chị không được. Rồi cái sao rồi thấy tội nghiệp quá, khắn bữa giờ là ok lại. Trong nhà mấy đứa lì lắm con ơi, không phải dễ dạy như mấy con đâu. Cái con người mà không có cái lòng tin, không có cái lực tu tập, con người mình dễ xa đội đọ địa ngục lắm á. Tại vì con nên nhớ Phật tiên Bồ Tát bây giờ hạ phàm giả dạng người phàm rất là nhiều. Sư phụ không có giả dạng nữa, sư phụ là thiệt không. Nhưng mà ở ngoài nước Việt hay cả nước Mỹ nữa, cả cái thằng homeless con đừng coi thường. Nhiều lúc cha giả dạng nó không chừng nữa đó, thử lòng mấy đứa con á. Ừ, cho nên khi mình đã hiểu rồi á, Phật thánh tiên là do cái thần hồn, cái thần thức, chứ không phải là do nhìn cái bề ngoài. Đừng có chấp cái tướng. Thử nhiều khi Phật thử cái lòng từ bi mình á. Trời, mấy vị thử hoài à, tự nhiên một cái buổi lớn, tự nhiên có một người lạ vô Mỹ nó quay hoài con thấy không, rồi tự nhiên người đó biến mất. Mấy vị cứ giả vô người phàm mình hoài á, để thử lòng mình đó, coi cái mình có thật sự là hiền hay không này nọ. Cho nên chắc ăn là mấy con á, đừng có bao giờ coi thường đứng nít nhỏ xíu. Dĩ nhiên người lớn là mình phải tôn trọng rồi đó. Cả đứa 5 tuổi như lúc nó cũng có cái hay để mình học á. Bún đi. Ok, tôi uống. Nãy giờ đi hai trình mệt rồi, giờ ăn uống đi. Ngày qua nói nhiều quá rồi, giờ nói nữa làm chi. Mấy đệ tử về coi clip cũ được rồi, ăn qua được rồi. Chứ mình thảy lên nhiều quá cũng không được. Giờ ăn uống vui thôi, con cứ quay. Rồi, hỏi gì? Như mấy người mà ta đi vượt biên á, cái bộ người ta chết á, cái hồn ta thành ma da luôn á sư phụ. Thật sự nó không có ma da, đó là do mình không hiểu. Tới ngày hôm nay sư phụ mới biết đó là những do những ông rồng mà gọi là tà long. Rồng có hai loại rồng ở dưới biển nha, gọi là tà long. Họ mấy con rồng á, nó kéo chân mình xuống, nó ấy mình, nó biến hóa được chứ không có ma. Ma cũng là ma thôi, không phải là ma da ma nước gì chứ. Nhưng mà cái chết dưới nước, sợ dưới nước. Nhưng mà dưới nước có mấy ông rồng, mấy ông chiều nhất là xong bữa ở núi mình nè, có một thằng đó rất là ác, phụ coi cốt thì nó là tà long. Mà ở sông Đồng Nai á, ban đêm á, mấy con tà long nó có thần thông nha, nó quá ra thanh niên. Rồi nó bắt mấy cái người gái mà giặt đồ dưới cầu đồ buổi chiều rồi đó. Rồi nó gút chân rồi này nó là do mấy tà lông. Rồng có hai loại nha, loại tốt loại xấu. Mời mọi người. Mời đi, mời mọi người ăn đi. Mời mọi người quăng đi. Trời, mấy đứa tự nó lo mình kiểu này sao về trời được ta. Thương tụi nó ghét ở dưới này thêm kiếp nữa chắc cũng mệt đó. Con đừng lo thì phụ quá, thì phụ thương mấy con rồi không chịu đi về. Ăn em. Thank you.
đầu chị Tống vé máy bay. Chị Tống thì giờ là dạ. Lúc đó chưa chịu tu lắm mà thầy Pháp Hòa đi qua Pháp Hòa nào á là con thấy á, trời ơi Phật tử kêu là đứng ghế lai like, dài 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 này rất là đông luôn. Ở bên Hilton tới sạch mọi người đều thấy con thấy mình ở chứ ở Thiên Tâm của mình á, sư phụ là người chân chính mà tại sao lại không theo sư phụ mà lại nghe thầy Pháp Hòa là mọi người đều sớm nhau đi đến đó rủ nhau để đi đến để nghe thầy Pháp Hòa giảng pháp. Con rất kính nể sư phụ, người rất là chân thật, nhà hiền lành, vui vẻ hòa đồng, ăn không có phân biệt. Mời sư phụ ăn là ăn cùng chung ăn hết. Khi mà ra pháp hội nó thiệt thật sự con cũng từng đến pháp hội nè, chờ sư thầy sư cô ăn trước rồi Phật tử mới được ăn. Con đói thiệt là đói luôn, chưa ai dám ăn hết trơn, chờ khi mà sư thầy ăn rồi mình mới được ăn. Rồi cái nói ủa sao mà ngộ vậy, hình như là em không có biết là đói thì ăn đi, cái hình như không biết là không có tội, nó không được, để sư thầy ăn trước đi, mình ăn trước mình có tội. Nói trời ơi đi tu cũng khó vậy đó hả. Sư phụ là con thấy sư phụ rất là hiền mà ăn uống hòa đồng, mọi người đều ăn chung với sư phụ, sư phụ không có nệ hà là phải sư phụ ăn với sư phụ để sư phụ vui, rồi mọi người cùng vui với sư phụ rất là vui luôn, con rất là vui luôn. Chuyện nó không có gì khó. Dạ. Yeah. Tức là dân thiệt thì phải làm thiệt. Con gian giả họ cần phải nhuộm cái màu cho nó mà lên vàng. Sư phụ là thiệt là thiệt. Sư phụ là cuốn kinh sống của nhân loại lưu truyền 3000 năm lập đạo. Còn họ là ma quỷ. Họ chỉ đọc kinh của Phật, mượn danh nghĩa của Phật lấy đạo mạo đời. Tội chung chung. Cái tội mà làm cho hư một cái dân tộc cả trăm triệu người đó là đại tội. Chỉ chạy theo bởi vì xưa Phật Thích Ca cũng buồn. Thời mạt pháp, ma quỷ mặc áo vàng, cạo tóc để phá đạo của Phật, để kéo con cháu của Thượng Đế đi xuống gầm cầu chung với họ. Họ có ban bề, họ có marketing, họ có một cái hệ thống gọi là chùa quốc danh và sư quốc danh để mà lăng xê lẫn nhau. Còn mấy đứa con họ thiên mà giống như kiểu con nói mà chạy hàng đống đống sắp hình đó là gì? Họ chỉ có bi, không có trí mà cũng chẳng có dũng. Thì trong đó là năm loại mà thường nói là khó độ được. Mà cái đó là thương nhất là gì? Họ có căn bản đó hơn người thường nhiều rồi. Người thường rất là hung dữ, họ đâu có biết cách tu. Nhưng mà tu không đúng, ngồi ghế mà ngồi có một chân làm sao mà ngồi. Muốn đi về trời, muốn đi cõi A-di-đà mà cha mẹ mình là Thượng Đế mà bác bỏ xuyên tạc thì làm gì Thượng Đế? Thượng Đế là cha của Phật Thích Ca, cha của Phật Di Lạc, cha của Phật Di Sư, cha của tất cả các vị Phật, mẹ là mẹ tất cả các vị Phật. Mà họ không muốn nhìn cha mẹ, cũng giống như con, có mấy đứa con nó ăn chơi ngoài đường nó hư đốt mà nó không có chịu nhìn mẹ, nó không thì con có cứu nó được không? Nó không giơ tay làm sao mà người ta kéo lên được? Thì thời nay ma quỷ nó xuống nó như vậy đó, nó có hệ thống. Sư phụ không có hệ thống, phụ gia viên giống mọi người thấy một cách tự nhiên. Sư phụ nói những lời thật việc thật. Sư phụ không có đọc cần, phụ không có phước để mặc áo vàng như những người đó. Nhưng ở bên trong sư phụ đã bỏ được tham sân si. Những ông thầy không có bỏ được tham sân si. Họ tham đủ thứ, thích đủ thứ và nói đủ thứ luôn. Còn chú nói lời thật, việc thật. Chú nhìn hào quang của họ chú biết, chú coi cốt của những người đó chú biết họ từ ở đâu đến hết. Từ những cõi Atola đến để phá đạo thời mạt pháp. Thì từ Võ Hoàng Yến, thầy Thích Nhật Từ, rồi bây giờ lâu lâu cộng sản nó đưa lên một người vậy đó. Mục đích của nó là để mà lấy tiền của hải ngoại gửi về ban tiên giáo bệnh. Họ rất là ghét sư phụ. Ở đây 100 cái chùa toàn là của Việt Cộng hết. Họ
đã nhồi sọ hết những Phật tử, nói thiên đạo, thiên tâm, thiên tướng kiệt, thiên đường là không có, là tà. Họ nói thiên tâm là tà, nhưng mà thật sự họ chính là tà. Những người nào nói kiệt là tà thì họ mới chính là tà. Nói cha mẹ là thấp hơn Phật vì là họ hiểu chưa tới. Thượng đế là đấng tối cao cho mình tất cả, cho mình cái thần hồn, cho mình cái chân linh là mẹ cha trời mẹ đất. Rồi hôm nay mình học cái công thức của Phật, học cái triết lý của Phật để mình để có từ bi thống nhất thế giới này, để cho cái thế giới này hòa bình. Còn nếu mà những gì thầy lỗi lạc ở trên mạng hay là lâu nay từ năm 75 tới giờ, tại sao chỉ có mấy chục triệu dân ở Việt Nam, mấy chục triệu Phật tử mà dạy không xong, để cho cái đất nước bây giờ là nhân lợi nghĩa chí tính không còn nữa, con giết cha, cha giết con, loạn lưng đủ thứ, họ làm gì? Thầy bây giờ chỉ là tiền thôi. Thầy nói vậy luôn á, thầy lập chùa thầy biết mà. Còn cuộc đời của Kiệt á, họ nào có nhiều Phật tử nói ồ anh không có giảng kinh Phật đồ này nọ, con nên nhớ làm thầy giảng kinh. Chú phụ đâu phải là thầy, chú phụ có nói rồi, chú phụ là người truyền tin của cha. Chú phụ nói pháp chứ không giảng pháp, mà giảng pháp thì giảng tới giảng lui nó có nhiều thôi à. Còn cái chuyện trước mắt mình đang tận thế họ không có biết, họ không tin cha, thì con nghe là gì, toàn là ơ với dầu không, đúng không? Chẳng có hiểu biết ngày mai một trái bom nguyên tử hay là cái sự đói khát hay là một cái sự nhiệm màu. Đức thầy là một vị Phật Đại Ca Diếp mà họ còn xuyên tạc nữa. Cái thằng đệ tử này vô minh là ở chỗ đó, Phật tử vô minh là ở chỗ đó. Rồi mấy người cha mẹ tối ngày cứ xin tiền con cái đi làm để mà cung phụng cho mấy ổng, rồi trong gia đình cũng sẽ bị sức mẻ. Mấy ổng to là ngậm bùa ngậm ngải để mà dụ Phật tử lôi kéo số đông. Ở mỗi thành phố có nhiều chùa quốc danh thì họ là một cái tập đoàn lớn, họ liên kết với nhau để lăng xê với nhau, cho nên họ đều có nơi có chỗ và họ đều có những cái nhóm Phật tử của khu vực đó để mà lăng xê một ông này đi từ chỗ này chỗ kia. Chứ không có, chứ chỉ là bình thường chỗ nào họ thích đi chỗ nào thì đi, nhưng mà họ không muốn đi đâu, chỉ ở ngay đây thôi, Thiên Long Sơn thôi, ai về đây có duyên thì gặp, chứ họ không có cần phải đi kéo lừa số lượng đông. Họ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thì cái vàng thiệt với vàng giả nó khác nhau như vậy đó. Vàng thiệt là giao duyên tự nhiên, còn vàng giả là cần cái bề ngoài, cần lăng xê, cần có mấy chục ngàn ban tiên giáo dư lượng duyên marketing để mà nó đưa những cái hình ảnh lên này nọ, rồi lâu lâu chụp mấy cái hình thấy làm từ thiện đồ này nọ, nghĩa là mượn đạo mạo đời. Thời nay là như vậy, không có so sánh được. Mỗi đệ tử họ thiên nó phải có chánh kiến, có cái đuốc mà đi á. Nhiều lúc á, sư phụ biết bữa đó có khóa tu Kiết Hà, rồi rất là những vị hòa thượng lớn trên lỗi lạc trên thế giới về chùa Phim Anh. Rồi cái sư phụ bận rộn để họp hành cho lẹ, để cho trưa mình chạy qua để mình chào đón. Mỗi lần chào đón là mỗi vị cái bờ thơ, đúng không? Thì mấy hôm qua là sư phụ phải bao với máy bay rồi tiền này nọ, thì sư phụ quên ăn sáng. Bữa ăn sáng mà con nhớ là 12 giờ trưa, lại phụ đói lả luôn rồi. Mùa qua mà gặp mấy ông đọc kinh, rồi ăn xong rồi mình ngồi mình gục gục mình chờ. Cái mấy bà Phật tử hỏi sao không ăn, để mấy thầy ăn. Ăn xong rồi có nhiều ông gọi là thượng tọa nhỏ thôi, mà còn nói với mình ăn của thầy đi con, có phước. Ôi đói thì phụ bụp láng luôn, không có nể, tức là ăn dư rồi đưa cho sư phụ ăn. Nhờ ăn đồ ăn dư của mấy thượng tọa cho nên hôm nay phụ có phước. Không đâm thầy tử rồi. Phụ làm chú chùa là toàn là ăn đồ ăn thừa không. Của mấy thầy, mấy con hỏi đi. Hỏi bảy đi, bảy ngon chùa hỏi biết.
Còn A chú Hộ là một chủ chùa giàu sao cũng có cái uy tín. Chú Hộ đâu có vô bếp ăn dụng được, đói thì phải chờ mới không ăn xong là tới 1 giờ luôn á, chưa xong nữa. Cho nên mình ăn đồ ăn dư của mấy thầy có phước không? Gán ăn đồ ăn dư của mấy ông. Cho nên đồ ăn của chú Hộ là mỗi lần ăn đứa nào ăn dư là chú Hộ lấy đồ ăn của chú Hộ là chú không có thích, tại chú Hộ đã từng biết cái đó rồi. Rồi nãy no rồi cũng gán ăn cho hết. Nó không có đến nỗi mà mê tín cực kỳ như vậy. Mình nó có màu nhiệm có cha mẹ có, cái gì nó ra cái đó. Thế ăn đoàn của ổng mà làm gì có phước, cả bản thân của ổng còn chưa có tạo phước thì làm sao có phước dư vô trong đoàn. Con có nghĩ không? Mình ăn giùm ổng là mình cho mấy ổng đừng có ăn đoàn thừa là bị tội gì có. Mà mấy thầy kén ăn quá đó. Món này món kia đã nó ăn chay thì cứ cái gì cứ dùa vô họng đi không. Bữa nào có mấy mùa thơm cũng giống như phải đặt tên nghe. Bữa nay bánh hỏi Hawaii. Rồi có những món lạ lắm. Ở trong chùa nhiều món thụ nghe cái phụ giật mình luôn á. Ốc khỉ là gì gì á là đậu hũ không à, nhưng mà đại cái đặt cái tên nó ngầu vậy đó. Hào lao. Nói đụng chạm. Tóm lại câu ở đây tự hỏi đọc kinh Thiên Cầm phải dứt cái nghiệp không? Sẽ dứt nhưng mà phải đọc nhiều lần, đọc đến ngày mình đọc không nổi thôi. Bữa nào còn cầm cuốn kinh đó, là mấy con có đại phước rồi. Còn bữa nào ở tay rung rung mà mấy con cầm lên mà chữ nó sèn cũng như là sèn lúa là xong. Lắc lắc đọc không ra chữ. Bữa nào mà ngồi mà cái xương sống nó đau lưng là mấy con cũng xong. Là coi như mà thi có thể là rớt điểm á. Mày để nó quay phim mất không? Ta nói không có vô màn hình. Thầy Phật Chí Lạc hạ phàm đề cha từ bi cho chúng ta một con đường rất là sáng sủa thênh thang, mới ra cuốn kinh rất là màu nhiệm 1.5 tiếng mà đạt tất cả. Ở trong đó mình sám hối mỗi ngày, cũng biết sám hối là cực kỳ quan trọng đúng không? Rồi có lăng nghiêm để chúng ta không có bị bùa bị ngải. Rồi chúng ta biết là thời tận thế là kinh Địa Mẫu mấy trăm câu đầu. Mỗi không có một đứa con nào mà có lưu lạc với hồng trần mà lần đầu tiên mà cảm cuốn Thiên Tâm mà đọc kinh Địa Mẫu mà không khóc. Là lúc đó là mình đã khai tâm dữ lắm rồi đó. Mình mới cảm xúc. Còn nếu một đứa nào mà vô minh chạy theo mấy thầy mà đọc tới kinh Địa Mẫu rồi nói cái này không phải là kinh Phật thì đứa đó là đã tự mình làm mình mất cái duyên, phải đi mấy vòng ngay ngày đầu. Còn khi một đứa nào mà có cảm xúc đầu tiên á mà đọc mà thấy kinh của mẹ đó mà có cảm xúc nghĩa là gì? Là màu nhiệm đó. Mình mất cảm xúc. Còn đứa đầu tiên mà đọc kinh Địa Mẫu mà nghe mấy ông thầy như ông thầy Thích Trúc Thế Minh, thầy Nhật Từ, mấy ông nói kinh Địa Mẫu là của người đời giết tào lao, số hộ là thiên tử, số hộ hỏi mẹ nó, mẹ chứ mẹ xuống cơ rõ ràng ở cách đây 1000 mấy năm ở thỉnh Thiểm Tây miếu cổ mà. Nhưng mà ngày xưa mẹ nói kinh Địa Mẫu của người bên Tàu dịch cho tiếng Việt tới thời hiện nay á là chỉ lời của mẹ thật ở trong đó, chỉ có 30% đó. Hồi xưa mẹ nói như vậy. Thì từ đó sư phụ mới lấy cuốn kinh Địa Mẫu mà của người Việt xài xưa, sư phụ mới sèn ra. Rồi sư phụ mỗi lần mà sư phụ làm cuốn kinh đó mấy chục lần, sư phụ đến bàn thờ cái mẹ mày ngó một cái là mẹ đọc hết. Trang đó câu đó chật đúng sai, sư phụ làm tới làm lui rất là nhiều lần. Rồi cuối cùng mới nói ok. Chứ không phải không á, mình ra được cuốn kinh đó con. Làm cũng cực lắm á.
với sư phụ, với mẹ, với mấy chư Phật. Mấy vị đọc lẹ hơn mình, mấy vị ngó một cái là đọc hết. Trang nào số mấy lập ra, giống như 513 câu đầu tiên sư phụ có 800 mấy câu á. Rồi sau đó mẹ mới ngó một cái, mẹ trả lời liền. Mẹ nói cái này con viết nhiều quá, người ta đừng có này nọ đại khái. Và mẹ kêu bỏ cái nào ra, giữ cái nào. Quá mình sư phụ làm được cuốn kinh đó đâu. Cả cái lá cờ hôm nay dấu hiệu thiên tâm cũng vậy. Hỏi cái bà xua gia thiên đình đâu rồi, bà đâu rồi? Ở ngày đầu bà biết ở đây, bà biết. Trời ơi, làm tới làm lui. Lúc xưa sư phụ còn có bỏ vô cờ của Phật giáo nữa. Ở trong cái cờ của thiên tâm mình đó. Xào tới xào lui đủ kiểu đủ hình dạng hết. Rồi sau này ở trên mới về nói. Mẹ là đứng trên bông sen, đứng trên trái đất. Cha trời mẹ đất, mẹ là tạo ra trái đất. Thì bây giờ lấy cái dấu hiệu, dấu là cha, dấu thiên tâm mình là cha, cái hình của con trên áo đâu. Bông sen là cái công thức của Phật, mà mình học Phật để cho có cái từ bi, để cho thế giới không còn thánh chiến. Công giáo, Hồi giáo thì sau này học Phật láng hết. Học Phật là một cái triết lý mà. Triết lý hay nó cũng giống như một cái công thức, một cái IP gì đó. Thì IP này good thì chế ra được Tesla chạy không tốn xăng là good, thì ai cũng sẽ làm theo. Chứ đạo Phật đâu phải là đạo đâu. Thì công giáo cũng vậy, sẽ học cái triết lý của Phật. Thì là cái bông sen ngay giữa. Còn cái chát là tất cả là do mẫu. Mẫu là mẹ cai quản trái đất. Ở trên trái đất mình có 6 mẫu. Mẫu Thái Bình Dương, mẫu Đại Tây Dương, mẫu Ấn Độ Dương, mẫu Bắc Băng Dương, Úc nữa phải không? Mẫu cho Úc. Nghe là 6 mẫu, nhưng mà mình thờ hiện giờ là gọi là ngũ hành, mẹ ngũ hành đó. Sau này biến thiên biến địa, nó sẽ có một cái lục địa nổi lên nữa, là lục địa đó, lục địa Thái Bình Dương, gọi là mẫu Thái Bình Dương đó. Để phụ có nói chuyện cái gì đó. Còn cái mẫu mà bà nữ thần tự do là coi về Bắc Mỹ á, với Nam Mỹ, Canada, Brazil đó, là mẫu của Mỹ. Mẫu Mỹ là có quyền hành hết tất cả lục địa của Mỹ. Nhưng mà trên 6 mẫu đó đều ở dưới lệnh của mẹ hết. Mẹ là tối thượng, cai quản 6 mẫu đó. Mỗi mẫu đó cai quản một cái lục địa như vậy. Mỗi lục địa nó có mỗi một cái quốc gia nhỏ nhỏ là có ông mẫu. Cũng giống như chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, là cai quản nguyên cái quốc gia Việt Nam, là cũng là mẫu bên vô hình đó nha. Còn bên mặt đời là Nguyễn Phú Trọng đúng không? Nên qua đi cầu này toàn là mẫu hệ. Mẫu hệ hết. Người bên Tây Tạng á, họ cũng biết mẫu mẫu, thì họ mới có 20 Thara. Thì sau này tôi mới biết là mẹ là Rintara, là lớn nhất của người Tây Tạng. Đó, nó cũng là một biểu tượng, một cái hình thức để mà mỗi quốc gia có cái sự phân biệt khác nhau và cái danh xưng khác nhau. Rồi chị của sư phụ cũng là mẫu trong Thara, mặt màu đỏ. Con theo ai tu theo Tây Tạng sẽ hiểu, họ cũng là mẫu mẫu không à, 20 Thara. Green Thara, red, yellow, white. 21 à? Ừ, khoảng đó. Thì cũng là mấy mẫu của mình á, cũng một người thôi. Đã có mấy lần ngồi thiền á, thì mấy vị về mới biết. Này của bên đệ tử nào? Của cô với của má con. Của cô với của má con của con. Dạ thưa sư phụ, con xin cái gìn sức khỏe để cầm cờ vàng ba sọc đỏ về cắm dinh dinh độc lập cho nó ngoài phong, phải không? Một
đời người chỉ mong ước coi như là sắp sửa tới ngày đó rồi. Thu bảo đảm cờ vàng ba sọc đỏ sẽ cầm trở lại Dinh Độc Lập để nói cho ở nhà vui phải không? Thu nói là không bao giờ nói sai, con cứ tin đi. Cảm ơn sư phụ, con hay bỏ mấy clip lên đó, con nói là cái bài thơ mà cờ vàng cờ đỏ ai nữa bỏ vàng á, con tin hơi rất là sai. Cái đó của Phật nói. mà mấy vị mới gần đây cũng nói nữa, mới hồi 2 tuần trước mấy vị nói á, cái ông già mới vừa đi đây nè, ông Rầu Bạc, ông đâu ta? Dạ bác nghe. Bác nghe ừ. Cùng khóa với ba con. Ôi vậy à, ông già vậy á, mà hồi bữa họ mấy vị Hùng Thiên Sông Núi, tức là thì bọn mới nói tên đây. Ta hy vọng gặp các người khi mà cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp cả nước trong một thời gian rất gần. Cái chữ thường thường mấy vị là sắp đến rất gần, giống như Đức Thầy thì nói sư phụ ta sẽ gặp con trên đất mẹ rất là gần. Nhưng mà bữa giờ sư phụ nói cái clip năm nào ta, năm ngoái hả? Không có thể năm ngoái, cũng 9 tháng phải không? Đối với mấy vị rất gần với mình là 9 tháng rồi đó không? Mà bữa là lúc mà ngài nói ra câu đó sư phụ mừng quá. Cô tưởng đâu là chừng vài tuần phải không? Hay gì đó, bữa giờ 9 tháng. Tại vì thần tiên mà, thời gian của thần tiên nó rất là lẹ. Của mình thì mình thấy chậm vậy. Dạ sư phụ, khi sáng tụi con cũng có cơ duyên là lên địa mẫu rồi làm lễ đọc kinh trên đó rồi lại 36 lại. Xong thì cô bạn mới giới thiệu bác Nghè đó, thì con coi con biết bác Nghè đó. Xong ai ngờ tình cờ là bạn ba con luôn, biết bạn ba luôn con hả? Luôn. Dạ. Ổng là rồi có một cái bác kia nữa. Dạ. Nghĩa là ở trên nó kêu sư phụ phải đi khắp nước Mỹ. Phải lựa những người giống như kiểu ba con, rồi những người lớn mà có chức vụ, có số quân. Để khi mà cái ngày mà khi mình cần á, những cái ông này mới là đủ tư cách để mà recognize với Liên Hiệp Quốc, với Mỹ. Trong đó có sư phụ nữa, có Đức Thầy nữa, có mấy người đó. Rồi bữa giờ sư phụ đi Nam Cali cũng gặp mớ, nhưng mình điểm danh trước ai vậy đó. Mình còn một số người, chứ còn mấy thằng cha mà lính HO thời sau này không có đủ. Giống như những cái người chức vụ cao rồi Mỹ nó biết cả. Mình đang cần mấy người đó. Hồi xưa hy vọng là ông lên mình đảo, mà tự nhiên cái ổng đang chần chần ổng đi à. Nhưng mà sau này thù tìm ra còn nhiều ông cũng còn chích bự lắm. Phải cần để mà nếu mà cái lịch sử sau này đến năm 2050 đi, người ta sẽ, thế giới sẽ nhìn lại nước Việt chỉ mất một khoảng cách từ năm 75 tới khoảng năm 2023. Cũng là cái lá cờ đó, cờ vàng ba sọc đỏ đó, nó chỉ bị đứt đoạn một khoảng đó. Rồi bây giờ nó trở lại. Thì nó có cái lịch sử, thì từ đó nó, cái dân tộc của mình á, mượn tiền hay là kinh tế đồ á, người ta giúp đỡ nó lẹ hơn. Chứ còn bây giờ cái cờ đỏ sao vàng là coi như là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Phật nói câu đó là nó sẽ rụng đầu nay mai. Rồi Phật cũng nói câu là búa liềm sẽ bước sang trang mà. Thì con nghĩ thử hiện bây giờ họ xài búa liềm bệnh phải không? Họ xài cờ vàng ba sọc đỏ đúng không? Thì con nghĩ là cái đó nó tồn tại không? Lời của thánh nhân nói bách phát bách trúng. Con mừng là tại vì hồi xưa lúc chưa nghe cái bài sấm cơ sư phụ nói, lúc con chưa nghe clip đầu tiên sư phụ, là con đã nghĩ một ngày phải có cờ vàng, như trên nhà phải có cờ vàng. Đó. Cô kia ta bây giờ cứ chôn đầy đi. Bởi bây giờ bắt trước chôn đừng nhỏ đưa lại để cho ta nói chuyện. Mấy con cứ việc nói chuyện thoải mái, vừa dặn vừa đủ nghe thôi. Ca trong mình Thiên Ngọc Liên nghe thôi. Thầy cô tiên này sắp đi rồi, còn ca được ngày nào hay ngày đó. Hồ coi rồi. Quê hương là chân thế ngọt, cho con theo hai mùi miền. Quê hương là đưa đi học, con về được bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đèn của nước quê.
giờ đây
hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, như riêng một người tắm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Ồ, nghe chăm cao đồ hái bạn này rồi. Nói lầm người đi. Tôi xa Hà Nội, năm em 16, phương tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà, dương gian từng nói, em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày tôi mang cây đàn, quen sống cơ vui bên nàng, nay không tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, anh ơi trao nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngầm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tắm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Rồi tặng cái cao đồ, giờ thấy cao đồ tặng lại cho huynh đệ cũng ngồi. Bà gì? Không cãi đại đi. Bắt ngang không à? Bây giờ bữa nay hả cam?